hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1371, cơ thanh ảnh kiêu ngạo. Cô gái mặc cung trang dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn Hạ Thiên, dù hai người đứng song song, nàng cũng cao không kém Hạ Thiên, nhưng nàng lại làm người ta sinh ra cảm giác cao cao tại thượng Ta là cơ thanh ảnh. Một lúc lâu sau cô gái mặc cung trang mới nói dịu hơn một chút. Nguyệt Thanh Nhã là sư tỷ của ta, vì vậy ta là sư thúc của ngươi. Nhưng, sư phụ có nói, ở đây ngài không có sư tỉ muội gì cả, chỉ có một mình mà thôi. Hạ thiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cơ thanh ảnh, bộ dạng không tin vào lời nói của đối phương. Sư phụ của ngươi cũng nói không sai, trước đó ở thế giới này chỉ có một mình nàng. Cơ thanh ảnh thản nhiên nói, có lẽ sư phụ của ngươi từng nhắc qua một việc, nàng ta vì một sự kiện ngoái ý muốn mà bị đưa đến thế giới này, mà ta đến đây để đưa nàng trở về, sư phụ của ngươi chắc cũng từng nhắc qua phiêu miểu tiên môn chứ. Có nói qua, sư phụ là người của phiêu miểu tiên môn. Hạ thiên khẽ gật đầu. Ta chính là người đến từ phiêu miểu tiên môn, ngươi cũng biết bộ pháp phiêu miểu bộ, thật ra ta cũng biết. Cơ thanh ảnh nói rồi bóng hình chợt chấp động, sau đó nàng dừng lại. Bây giờ thì ngươi tin chưa? Đúng là phiêu miểu bộ. Hạ thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn sang cơ thanh ảnh như vậy cô thật sự là sư muội của sư phụ tôi, thật sự là sư thúc của tôi. Chỗ này còn có một bức tranh về Nguyệt Sư Tỷ. Cơ thanh ảnh nói, sau đó trong tay nàng có thêm một bức tranh, sau đó nàng khẽ rung tay, một gương mặt xuất hiện trước mắt Hạ Thiên. Hắn có thể liếc mắt đã nhận ra, không phải là ai khác mà chính là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp của hắn. Audio điện tử võ tấn bền Đệ tử ra mắt sư thúc hạ thiên cuối cùng cũng không còn nghi vấn mà khom lưng cung kính thi lễ không cần đa lễ cơ thanh ảnh vẫn dùng giọng trong trẻo mà lạnh lùng nói sư phụ của ngươi có khỏe không sư phụ của tôi rất tốt đa tạ sư thúc đã quan tâm hạ thiên tiếp tục giả vờ thành thật được rồi đưa ta đi gặp sư phụ của ngươi cơ thanh ảnh nói giọng điệu có chút hương vị ra lệnh sư thúc sư phụ đang tu luyện trên núi cách nơi này rất xa bây giờ ngài muốn đi gặp sư phụ tôi sao? Hạ Thiên có chút trần trừ hỏi. Nguyệt sư tỷ đã rời khỏi sư môn được hơn 20 năm, sư phụ và các vị sư huy sư tỷ muội ở sư môn rất nhớ nàng, bây giờ có tin tức về nàng, tất nhiên ta sẽ muốn nhanh chóng được gặp. Cơ thanh ảnh nhàn nhạt nói, ta cũng không muốn trễ nãi thời gian, bây giờ lập tức lên đường. Vâng, sư thúc, hạ thiên hầu như không chút trần trừ mà đồng ý ngay, sau đó hắn nhìn cố hàm xương rồi nói thêm. Sư thúc, ngài có thể cởi bỏ cấm chế giúp xương nha đầu được không? Cô ấy là nha hoàn của tôi. Cơ thanh ảnh không nói lời nào, chỉ vung tay điểm một chỉ. Thiếu ra, tôi không sao. Cố hàm xương khẽ nói. Sư thúc, chỗ ở của sư phụ cũng không tiếp người ngoài, vì vậy tôi chỉ có thể mang một người đi mà thôi. Hạ thiên lúc này nói một câu. Điều này là đương nhiên. Cơ thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt nói ta cũng không mang theo người khác đi cùng. Cơ tiên tử, còn tôi thì sao? Mục hồng đan chợt cảm thấy nôn nóng. Người muốn đi đâu thì đi, ta cũng không còn cần cô. Cơ thanh ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn hạ thiên. Chúng ta đi. Sương nhà đầu, chị chịu khó tiếp đãi người bạn kia cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Hạ thiên nói một câu với cố hàm sương. Vâng, thiếu ra, tôi sẽ chiêu đãi cô ấy thật tốt. Cố Hàm Sương khẽ nói: "Sư thúc, chúng ta đi thôi." Hạ Thiên nói xong thì sải bước ra khỏi sân thượng tòa nhà Hải Giang, nhanh chóng bay đi. Cơ Thanh Ảnh cũng sải bước, chỉ trong nháy mắt đã đi theo đằng sau Hạ Thiên. Trên sân thượng tòa nhà Hải Giang, Cố Hàm Sương nhìn Hạ Thiên biến mất trên không trung mà vẻ mặt có chút lo lắng, vì nàng biết Hạ Thiên cũng không muốn đưa Cơ Thanh Ảnh đi tìm Nguyệt Thanh Nhã. Dù nàng chưa từng gặp mặt Nguyệt Thanh Nhã, nhưng nàng biết Nguyệt Thanh Nhã bây giờ đang ở Thanh Phong Sơn, mà Phương Hướng Hạ Thiên vừa đi lại ngược với Thanh Phong Sơn. Cố Hàm Sương rất lo lắng, vì nàng biết cơ Thanh Ảnh rất mạnh, còn mạnh hơn cả vị thiếu gia mà nàng cho rằng là mạnh nhất. Cơ Thanh Ảnh chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã làm cho nàng không thể nào hoàn thủ, mà chính nàng cũng biết mình không giúp gì được. Cố Hàm Sương cũng không phải không nghĩ rằng sẽ xin sự giúp đỡ của Nguyệt Thanh Nhã, nhưng Hạ Thiên đã đưa cơ Thanh Ảnh đi xa Thanh Phong Sơn rõ ràng cho thấy không muốn Nguyệt Thanh Nhã nhìn thấy cơ thanh ảnh. Nếu đã như vậy thì nàng không thể nào phạm vào ý nguyện của Hạ Thiên, điều cần làm duy nhất của nàng vào lúc này chính là cầu nguyện cho Hạ Thiên tìm được biện pháp giải quyết tốt. Một luồng gió nhẹ thổi qua làm cho cố hàm xương chợt bừng tỉnh, nàng giật mình xoay người lại, giọng điệu có chút lạnh lùng. Chị Mục, bây giờ chị muốn đi chưa? Mục Hồng Đan đang định trốn đi, lúc đầu vẻ mặt có chút kinh hoàng, sau đó lại có chút ngọt ngào em hàm xương, em nói thế nào vậy? Chị còn muốn ở lại bên cạnh ngắm cảnh. Chị Mục, tôi vốn tưởng rằng chị sẽ không giống như bọn họ. Giọng điệu của cố hàm xương rất lạnh, còn có vẻ thất vọng. Nhưng tôi không ngờ chị cũng giống như bọn họ. Em hàm xương, chị thấy em đã hiểu lầm rồi, thật ra là cơ tiên tử muốn được gặp Hạ Thiên, em xem, không phải chẳng có gì sao. Cơ tiên tử và Hạ Thiên vốn là người một nhà, em cũng không có tổn thất gì, tất cả mọi người đều không có tổn thất gì, đây không phải là ai cũng vui vẻ sao. Mục Hồng Đan nói với vẻ mặt tươi cười, bộ dạng giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Chị biết không, thiếu gia là một người đàn ông rất thuần túy, cậu ấy có y thuật thần kỳ, có thể giúp đỡ lớn cho tất cả người tu tiên. Cậu ấy có thể để một người tu tiên đột phát kim đan kỳ chỉ sau một đêm. Cố Hàm Sương vẫn dùng giọng lạnh lùng nói, nhưng bây giờ nàng cũng khá thông thả lần đầu tiên tôi gặp mặt thiếu gia trang vân đông vì biết thiếu gia có năng lực thần kỳ như vậy nên tính bán rẻ tôi để đổi lấy thành tựu kim đan nhưng trang vân đông không thành công vì tôi tự bán mình cho thiếu gia sau đó để thiếu gia giết chết hắn vẻ mặt mục hồng đan có chút biểu hiện xấu hổ nàng cũng không nói gì nữa cố hàm sương tiếp tục nói trước đây vài ngày tôi gặp chú gia cát ở thành phố thục đô chú ấy cũng biết thiếu gia có năng lực thần kỳ vì vậy mà cầu mong được đạt thành kim đan đáng tiếc là thiếu gia không đồng ý sau đó chú gia cắt hạ độc tôi bắt cóc tôi tất nhiên càng đáng tiếc là thiếu gia đã sớm biết tất cả vì vậy chú ấy cũng đã không còn trong mắt mục hồng đan không khỏi lóe lên cái nhìn sợ hãi tâm tình bất an đồng thời cũng khá bức bối chị mục tôi vốn tưởng rằng chị không giống như vậy tôi vốn tưởng rằng chị tìm đến tôi thật sự chỉ vì ôn chuyện cũ cũng không ngờ chị muốn dùng tôi làm cái bẫy để nhử thiếu ra, chị cảm thấy tôi nên làm thế nào. Cố hàm xương càng nói càng lạnh, 100 năm nàng giống như đã mất đi niềm vui, nhưng những ngày này nàng thật sự vui vẻ, nàng thậm chí còn cảm thấy đây chính là đời mình, là khoảng thời gian sung sướng nhất. Nhưng bây giờ tất cả có thể biến mất, thiếu gia của nàng, người đàn ông duy nhất của nàng giống như khó thể giải quyết được nguy cơ, mà tất cả đều do mục hồng đan mang đến. Vì vậy lúc này nàng rất căm hận mục hồng đan, cũng vì vậy mà tình cảm chị em vài chục năm qua đã không còn. Em hàm xương, chị cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, em cũng thấy rồi đấy, cơ tiên tử rất lợi hại, dù là em hay chị đều không có lực hoàn thủ khi đứng trước mặt nàng ta. Cô ấy muốn biết trên đời này còn người tu tiên nào không, vì vậy chị mới nói là còn em, còn hạ thiên, chị chỉ nói hắn có thể là người tu tiên, vì chị cảm thấy em khó thể nào có tình nhân là người bình thường. Sau đó cơ tiên tử nói muốn gặp hạ thiên, chị cũng không biết Hạ Thiên ở đâu, vì vậy chỉ có thể tìm em. Mục Hồng Đan bắt đầu cảm thấy tình huống không ổn, nàng vội vàng giải thích. Hơn nữa bây giờ em và Hạ Thiên cũng không có chuyện gì, em cần gì phải so đo chuyện này. Chị Mục, em có thể hiểu cách làm của chị, nhưng em sẽ không tha thứ cho chị, vì chị ép thiếu gia của em rơi vào hoàn cảnh hiểm ác. Cố Hàm Sương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Hồng Đan, nàng dùng tay phải chậm rãi rút thanh kiếm sau lưng. Chờ chút, mục hồng đan có chút nôn nóng hạ thiên nói em chiêu đãi chị cho tốt mục hồng đan cảm thấy cơn ớn lạnh từ đáy lòng lan ra khắp người từ chiêu đãi mà thiếu gia nhắc đến chính là để tôi xử lý chị cố hàm sương lạnh lùng nói nếu em giết chị cơ tiên tử quay lại và không thấy cô ấy sẽ không bỏ qua cho em mục hồng đan vừa lui lại vài bước vừa uy hiếp chị không biết về thiếu gia chị nên biết rõ lần này thiếu gia và cơ thanh ảnh sẽ rơi vào tình huống sống chết. Nếu thiếu gia quay lại thì cơ thanh ảnh đã chết, mà chị tất nhiên cũng có thể chết. Còn nếu thiếu gia không quay về, tôi càng phải xử lý chị, còn chuyện ta sống hay chết, nếu thiếu gia chết thì ta sống hay chết có liên quan gì. Trong mắt đẹp của cố hàm xương bắn ra hai luồng hào quang, đồng thời một luồng kiếm quang xẹt qua bầu trời. Chị Mục, tiểu muội sẽ tiến chị một đoạn đường. Cứu, á. Mục Hồng Đan nhanh chóng nhảy ra khỏi sân thượng tòa nhà Hải Giang, nàng muốn hô cứu mạng, nhưng nàng chỉ hô lên được một chữ, sau đó chỉ còn lại tiếng kêu thét ngắn ngủi. Một luồng kiếm quang lóe lên, Mục Hồng Đan rơi xuống làm cho đám người trong tòa nhà Hải Giang kêu lên sợ hãi. Cố Hàm Sương cũng không thèm nhìn, nàng đứng lên rồi nhanh chóng biến mất, phương hướng nàng bỏ đi chính là phía mà Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh đã biến mất. Trên trời là một nam một nữ bước đi không nhanh không chậm. Hai người còn rất trẻ, có lẽ chưa quá 20, nam mặc áo gió quần jean, cách ăn mặc của người hiện đại, còn nữ thì mặc cung trang xanh biếc, giống như người từ cổ đại đi đến. Nam dung mạo tầm thường, nữ lại khuynh nước khuynh thành, nhưng bộ dạng lại rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Nam nữ này chính là Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, bây giờ bọn họ đang ở vào trạng thái hòa bình. Chương 1372, tiểu quỷ tiên tử với tu vi của Hạ Thiên và cơ thanh ảnh thì phi hành trên không thật sự giống như khẽ bước đi trên đường, tuy bọn họ nhìn có vẻ chậm rãi tiến bước nhưng đều có tốc độ cực nhanh, chưa đến nửa giờ sau đã rời xa thành phố Giang Hải vài trăm dặm. Người còn bao nhiêu huynh đệ tỉ muội? Cơ thanh ảnh chợt mở miệng nhàn nhạt hỏi. Không, sư phụ chỉ thu một đồ đệ là tôi. Hạ Thiên trả lời. Sư phụ nói thế giới này không phù hợp tu luyện, vì vậy mà cũng không thể nào thu nhận nhiều đệ tử, nếu thu nhận thêm thì chỉ sợ tôi cả đời cũng không thể lên đến tu vi kim đan kỳ. Nguyệt sư tỷ nói không sai, thế giới này hầu như không có chỗ tu luyện. Cơ Thanh Ảnh tỏ vẻ tán thành. Nhưng Nguyệt sư tỷ sao lại thu nhận cậu làm đệ tử? Theo lý thì phải thu nữ đệ tử mới đúng chứ. Sư thúc, thật ra sư phụ không muốn thu đệ tử, nhưng thể chất của tôi tương đối đặc biệt, sư phụ nói đến thế giới này và bị thương, cần tôi học tập chút y thuật để chữa thương, vì thế mới thu tôi làm đệ tử. Hạ Thiên trả lời, cơ thanh ảnh khẽ vuốt cằm. Thì ra là thế, khi Nguyệt sư tỷ đến đây thì vô tình khởi động pháp trận, vì vậy bị thương là bình thường. Hơn nữa thế giới này không đủ linh khí, nếu muốn tự chữa thương thì cũng là không dễ dàng. Sư thúc, ngài đến đón sư phụ về Đại Lục Tiên Vân sao? Lúc này Hạ Thiên cẩn thận hỏi một câu. Đúng vậy, Nguyệt sư tỷ đã rời khỏi sư môn được 20 năm, bây giờ cần quay về. Cơ thanh ảnh thản nhiên nói nhưng, sư thúc, tôi nghe sư phụ nói, hình như cũng không muốn quay về. Hạ thiên có chút trần trừ, cuối cùng cẩn thận nói. Nguyệt sư tỷ chính là tương lai của phiêu miểu tiên môn, tỷ ấy phải quay về. Cơ thanh ảnh thản nhiên nói. Sư tôn hao tốn 20 năm, mất nhiều nhân lực vật lực mới có thể sửa chữa pháp trận chỉ vì tìm kiếm Nguyệt sư tỷ. Chắc chắn khi Nguyệt sư tỷ biết sư tôn làm tất cả vì mình, sẽ thay đổi ý kiến, sẽ không còn lưu luyến thế giới này nữa mà quay về sư môn. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, thoạt nhìn có chút khổ sở. Người hồng hy vọng sư phụ của mình rời khỏi đây sao? Cơ Thanh Ảnh nhíu mày, hình như có chút kinh ngạc. "Sư thúc, tôi chỉ lo lắng, nếu sư phụ đi về, tôi ở đây làm gì bây giờ?" Hạ Thiên tỏ ra khổ sở. "Nếu cậu là đệ tử duy nhất của Nguyệt sư tỷ, tất nhiên có thể cùng Nguyệt sư tỷ quay về phiêu miểu tiên môn." Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói tôi cũng có thể cùng sư phụ quay về phiêu miểu tiên môn sao. Trên mặt hạ thiên chợt lộ ra vẻ vui sướng. Tất nhiên rồi. Cơ thanh ảnh trả lời. Như vậy tôi cũng yên tâm. Hạ thiên thở dài một hơi, bộ dạng như chút bỏ gánh nặng. Trong cặp mắt đẹp của cơ thanh ảnh nhanh chóng lóe lên chút ánh sáng quỷ dị, nhưng ngay sau đó thì đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo như thường, không nói thêm điều gì. Đối với Hạ Thiên thì đây là một lần phi hành cực kỳ lâu và buồn chán, trước kia khoảng cách phi hành xa nhất đối với hắn là từ Thanh Phong Sơn đến thành phố Giang Hải, chỉ mất nửa giờ mà thôi. Nhưng bây giờ từ trưa đến tối hắn vẫn phi hành, còn bay đến nơi nào thì hắn căn bản không biết. Sư Thúc, bây giờ trời đã tối, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, sau đó tiếp tục lên đường. Hạ Thiên cuối cùng mở miệng đề nghị. Còn bao nhiêu lâu thì đến chỗ Nguyệt Sư Tỷ tu luyện? Cơ thanh ảnh nhàn nhạt nói dựa theo tốc độ hiện tại thì cần một canh giờ nữa, nhưng không gạt sư thúc, tôi đã cảm thấy chân khí không đủ, chỉ sợ không thể tiếp tục phi hành. Hạ thiên tỏ ra có chút xấu hổ. Nếu đã như vậy thì tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Cơ thanh ảnh tuy làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo nhưng hình như cũng rất dễ nói chuyện, nàng nhanh chóng sảng khoái đáp ứng lời yêu cầu của Hạ Thiên. Sư thúc, phía trước có một thành phố nhỏ, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một lát, ăn vài món hạ thiên vội vàng nói cứ như vậy đi cơ thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sau đó nàng nhanh chóng bay xuống bên dưới cũng không biết trùng hợp hay cố ý cơ thanh ảnh lại bay xuống vị trí một nhà hàng thịt dê hạ thiên gần đây thích ăn lẩu vì vậy mà nói với cơ thanh ảnh sư thúc chúng ta vào đây ăn thịt dê nhé vào thôi cơ thanh ảnh thản nhiên nói sau đó bước vào nhà hàng hoan nghênh khách quý đón khách là một cặp nam nữ là một tổ hợp giữa anh đẹp trai và mỹ nữ, nhưng người nam vừa nói được 3 tiếng thì ngây dại, vì bị vẻ đẹp của cơ Thanh Ảnh làm cho rung động. Xin hỏi các vị đến mấy người? Cũng may mỹ nữ kia có phản ứng khá nhanh, dù sao đối với mỹ nữ, có lực sát thương nhất luôn là những anh chàng đẹp trai, mà Hạ Thiên thì không tính là đẹp trai, vì vậy mỹ nữ mới biết cơ Thanh Ảnh thật sự quá đẹp. Đồng thời cách ăn mặc của cơ Thanh Ảnh cũng quá quái dị, nhưng nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại tiếp tục bổn phận làm một tiểu thư tiếp khách hai người hạ thiên vội vàng trả lời sau đó hỏi một câu có phòng không xấu hổ quá tiên sinh chỗ này của chúng tôi không có phòng riêng vị tiểu thư tiếp khách lên tiếng vậy tìm cho chúng tôi một chỗ hạ thiên nói vâng mời hai vị viên tiểu thư tiếp tân nhanh chóng đưa hạ thiên và cơ thanh ảnh đi vào một vị trí khá vắng sư thúc mời ngài ngồi Hạ Thiên chủ động kéo ghế cung kính mời cơ thanh ảnh. Cơ thanh ảnh cũng không khách khí, nàng ngồi lên rất yêu nhã. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu đến, Hạ Thiên nhận menu rồi hỏi cơ thanh ảnh. Sư thúc, ngài muốn ăn gì? Người cứ gọi, ta còn chưa thích ứng với thức ăn nơi đây. Cơ thanh ảnh vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Hạ Thiên cũng không hỏi thêm, hắn gọi món, phần lớn là thịt dê và vài món thức ăn khác. Sư thúc, ngài muốn uống rượu không? sau khi gọi món ăn thì hạ thiên lại hỏi muốn ngoài dự đoán của hạ thiên cơ thanh ảnh thật sự muốn uống rượu hơn nữa càng bất ngờ là không phải uống bia hay rượu đỏ mà thích uống rượu trắng cụ thể là nói muốn uống mao đài vì theo ý nàng thì mao đài hợp hơn nhưng so với rượu ở đại lục tiên vân thì còn kém rất xa hạ thiên cuối cùng cũng hiểu sư thúc tạm thời này của mình còn là nữ tử quỷ không thể không nói nó chẳng xứng với hình tượng của nàng nhưng đối với Hạ Thiên thì Cơ Thanh Ảnh thích uống rượu lại là chuyện tốt, vì điều này có nghĩa là hắn muốn gian lận sẽ đơn giản hơn. Trước đó hắn phải giả vờ làm đệ tử của Nguyệt Thanh Nhã, lại phải gọi Cơ Thanh Ảnh là sư thúc, hắn cung kính với nàng tất nhiên không phải là nịnh bợ, chẳng qua chỉ muốn tìm cơ hội để ra tay mà thôi, bây giờ là cơ hội rất tốt. Hạ Thiên gần đây ăn rất nhiều nhưng tối nay lại không như vậy, mà Cơ Thanh Ảnh thì ăn không ít, điều này làm cho hắn buồn bực. Cơ Thanh Ảnh không chỉ ăn nhiều mà còn uống nhiều một mình uống bốn chai mao đài, tuy hắn không coi đó vào đâu nhưng là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ có thể uống nhiều như vậy, xem ra nàng thật sự là tử quỷ. Bữa tối thịt dê ăn hơn một giờ mới xong, lúc này Hạ Thiên dù còn muốn tiếp tục chờ đợi nhưng cơ thanh ảnh đã đứng lên nói. Đi thôi. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy đi tính tiền, sau đó rời khỏi nhà hàng thịt dê. Đã nghỉ ngơi lâu như vậy, người đã khôi phục rồi chứ? cơ thanh ảnh nhàn nhạt hỏi đúng vậy sư thúc đã khôi phục rồi hạ thiên vội vàng gật đầu được rồi chúng ta tiếp tục đi hy vọng tối nay có thể gặp được nguyệt sư tỷ cơ thanh ảnh có vẻ rất cố chấp với mục đích này vâng sư thúc hạ thiên lên tiếng sau đó hắn nhảy lên không bắt đầu ngựa khí phi hành mà cơ thanh ảnh cũng lập tức phóng theo hạ thiên dần đẩy mạnh tốc độ tất nhiên dù có thế nào cũng không thể nào nhanh hơn cơ thanh ảnh Vô tình đã qua nửa giờ, lúc này Hạ Thiên đã phi hành đến một vùng rừng rậm, dù buổi tối không thấy rõ ràng nhưng hắn vẫn có thể xác định phía dưới là một cánh rừng rậm, trong tầm mắt hắn không có một bóng đèn. Chỗ này là rất tốt, nhưng kỳ quái là cô ta sao còn chưa phát tác. Hạ Thiên thầm suy đoán, nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy một lực lượng cực mạnh vỗ vào lưng mình. Phụt, Hạ Thiên không kịp chuẩn bị, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó giống như máy bay mất khống chế, trực tiếp rơi xuống khoảng rừng rậm bên dưới. Một trường này hầu như đánh tan băng hỏa linh khí trong người Hạ Thiên, làm cho hắn căn bản khó thể ngưng tụ linh khí trong thời gian ngắn. Vì vậy hắn trực tiếp rơi xuống một cây cổ thụ, tán là rậm rạm tuy có tác dụng giảm sóc nhưng cũng không ngăn cản thế rơi mạnh mẽ của hắn, cuối cùng hắn rơi mạnh lên lớp đất xốp. Nói, Nguyệt Thanh nhã rốt cuộc ở đâu? Một âm thanh trong trẻo và lạnh lùng truyền vào trong tai Hạ Thiên hạ thiên cố sức ngẩng đầu hắn thấy cơ thanh ảnh đứng ngoài xa ba thước gương mặt đẹp cực kỳ lạnh lẽo cặp mắt bắn ra hàn quang sư thúc tôi không phải đang đưa người đi sao hạ thiên miễn cưỡng đứng lên hắn giả vờ tỏ ra khủng hoảng trong lòng nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc vấn đề của mình phát sinh từ đâu chẳng lẽ hành động lần này của hạ thiên hắn không quá cao minh xem ra sau này có cơ hội nên đi theo học cách diễn xuất của khả khả mới được chương 1373, ăn độc dược lớn lên. Ta đã sớm nghi ngờ ngươi, nhưng trước đó ta chẳng qua chưa xác định mà thôi, hơn nữa ta có thể xử lý ngươi bất cứ lúc nào, vì vậy ta cũng muốn xem ngươi dở trò quỷ gì. Nào ngờ ngươi dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, ngươi cho rằng dùng dọc dược và mê dược có thể đối phó được ta sao? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên. Ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Được rồi, nếu đã bị cô phát hiện ra thì tôi cũng không tiếp tục giả vờ nữa hạ thiên lười biếng nói muốn biết vì sao tôi phải giết cô sao à cô nói trước xem vì sao không sợ độc dược và mê dược của tôi vì từ nhỏ ta ăn độc dược và mê dược để lớn lên cơ thanh ảnh lạnh lùng nói những thứ độc dược và mê dược của ngươi coi như có tác dụng không tệ nhưng đáng tiếc là những thứ đó ta ăn mỗi ngày căn bản không có vấn đề cô đúng là có sở thích đặc biệt một người phụ nữ uống rượu nhiều còn chưa tính, hơn nữa còn thích ăn độc dược và mê dược. Hạ Thiên lắc đầu. Xem ra trên đời này tiên nữ xinh đẹp mà bình thường chỉ có một mình thần tiên tỷ tỷ mà thôi. Thần tiên tỷ tỷ. Cơ Thanh Ảnh khẽ hừ một tiếng. Nếu ta đoán không sai thì thần tiên tỷ tỷ trong miệng ngươi chính là Nguyệt Thanh Nhã. Không sai, cô muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã, đó chính là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng nhất của tôi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói muốn biết vì sao tôi phải xử lý cô sao đơn giản thôi tôi không chỉ muốn xử lý cô còn xử lý tất cả đám người phiêu miểu tiên môn vì các người muốn cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi đi như vậy chắc nguyệt thanh nhã không phải là sư phụ của ngươi cơ thanh ảnh lạnh lùng nói tất nhiên là không phải hạ thiên cũng không che giấu chị ấy là vợ tôi chị ấy cũng không muốn về đại lục tiên vân vì vậy các người đến tìm thì ta sẽ xử lý chỉ như vậy thì thần tiên tỷ tỷ mới có thể ở cùng tôi. Vợ ngươi? Cơ Thanh Ảnh khó nén được vẻ kinh ngạc, nàng giống như nghe được một chuyện cực kỳ khó tin trên đời. "Nguyệt Thanh nhã gả cho ngươi. Thần tiên tỷ tỷ gả cho tôi thì có gì là kỳ lạ sao?" Hạ Thiên rất bực bội, hắn ghét nhất là vẻ mặt như vậy, vì vài ngày trước hoàng tính gì cũng có biểu hiện như thế, hình như các nàng luôn cảm thấy thần tiên tỷ tỷ không thể nào gả cho hắn vậy. "Không phải là chuyện gì kỳ lạ." chẳng qua đó là chuyện không nên phát sinh cơ thanh ảnh hừ lạnh một tiếng nguyệt thanh nhã là nhân vật bậc nào sao có thể xứng đôi với một kẻ như ngươi thần tiên tỷ tỷ có nói chị ấy thích nhất là thân phận làm vợ tôi hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cơ thanh ảnh còn nữa tôi biết rõ cô không có ý tốt gì với thần tiên tỷ tỷ vì vậy cũng đừng tỏ ra bất công và tổn thương thay cho thần tiên tỷ tỷ ta không tỏ ra cam thấy bất công hay tổn thương cho nguyệt thanh nhã ta chỉ cảm thấy bi ai thay cho nàng ta, càng thêm bi ai cho chính mình. Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. 20 năm qua ta cố gắng thay thế cho một mục tiêu, mà mục tiêu này bây giờ lại ủy thác mình cho một người đàn ông bình thường, người không những sỉ nhục nguyệt thanh nhã, còn là sỉ nhục ta. Này, một ngày nào đó cô sẽ biết, tôi là người đàn ông đặc biệt nhất. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cơ thanh ảnh. Còn nữa, cô đừng hy vọng tôi có thể nói ra vị trí của thần tiên tỷ tỷ tôi sẽ không cho bất kỳ ai tìm được thần tiên tỷ tỷ ta tin khi thi thể của ngươi xuất hiện ở thành phố giang hải nguyệt thanh nhã nhất định sẽ chủ động xuất hiện cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nói vốn ta cũng không muốn giết ngươi nhưng ngươi đã gián tiếp sỉ nhục truy cầu của ta trong nhiều năm qua nếu ta không giết ngươi thì thật sự là sỉ nhục chính mình quan trọng là nếu giết chết ngươi thì nhất định sẽ làm cho nguyệt thanh nhã đau đớn Ta thích nhất chính là làm cho người ta đau lòng. Ngươi yên tâm, khi Nguyệt Thanh Nhã xuất hiện ta sẽ cho nàng ta xuống đất với ngươi, như vậy sẽ không có ai cướp thần tiên tỷ tỷ của ngươi. Thật ra ta cũng đang giúp ngươi, vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể bảo vệ được thần tiên tỷ tỷ của mình. Phiêu Miểu Tiên môn không phải chỉ có một mình cô muốn giết tôi. Hạ Thiên lắc đầu. Đáng tiếc là những kẻ muốn giết tôi trước đó đều đã chết, cô có biết đó là ai không? Ngươi bây giờ cảm thấy kéo dài thời gian còn tác dụng gì sao? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có người đến cứu mình à? Sống lâu hơn một phút cũng là sống. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Ngươi không muốn biết hai kẻ được tôi xử lý sao? Tôi cảm thấy hai người kia chắc chắn là rất quen thuộc với cô. Người kia cũng giống cô, cũng có chỉ xích thiên nhai. Bộ pháp này hình như cũng không dễ học. Ngươi đã gặp Bạch Vân Sơn. Vẻ mặt Cơ Thanh Ảnh có hơi biến đổi, giọng điệu trong trẻo vốn có chút hương vị khác. Tất nhiên tôi đã gặp và xử lý Bạch Vân Sơn rồi." Hạ Thiên lười biếng nói. "Này, cô quan tâm đến hắn như vậy sao? Hắn không phải là tình nhân của cô chứ? Chỉ dựa vào ngươi mà có thể giết chết Bạch Vân Sơn sao?" Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói, giọng điệu tràn đầy hương vị khinh thường. "Cô biết không, tùy tôi ghét đám người phiêu miểu tiên môn đến cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi." nhưng tôi rất thích các người ở một đặc điểm, đó chính là các người luôn xem thường người khác, luôn cho rằng mình thật sự rất lợi hại. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, vô tình hắn đứng càng thẳng hơn, thời gian càng kéo dài thì thương thế của hắn khôi phục càng nhiều, hắn rỗi lưng nói. Các người không biết, thật ra người lợi hại nhất luôn là tôi. Nếu Nguyệt Thanh Nhã thật sự động lòng vì những lời ba hoa của ngươi, ta cũng thật sự đồng tình. Cơ thanh ảnh dùng giọng khinh thường nói, nàng chậm rãi nâng tay lên, cũng không thấy nàng có động tác gì đặc biệt, trên tay chợt xuất hiện một trường kiếm đen như mực. Trường kiếm khẽ rung lên, bầu trời đêm lóe lên vài đóa hoa lóng lánh chiếu sáng gương mặt tuyệt đẹp của cơ thanh ảnh, đáng tiếc là một mỹ nữ như thế lúc này lại có hành động đột tể, những chú ngữ trong miệng nàng cũng cực kỳ lạnh lùng. Hạ thiên, người đi chết đi. Này, chờ chút, ta còn ba vấn đề cuối cùng. Hạ thiên vội vàng nói lớn. Nói, cơ thanh ảnh quát lớn cô có cảm thấy cánh rừng này tốt không hạ thiên chăm chú hỏi một cánh rừng không có linh khí thì có gì là tốt cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng à vấn đề thứ hai cô không thấy mặt mình rất đỏ sao phải biết rằng trước đó cô uống nhiều rượu mà mặt vẫn không đỏ hạ thiên dùng giọng không chút hoang mang nói còn nữa cô không cảm thấy khá nóng bức sao hạ thiên không đợi cơ thanh ảnh trả lời hắn vội vàng bổ sung đây cũng là một vấn đề ngươi rốt cuộc muốn gì cơ thanh ảnh tức giận nhìn hạ thiên gương mặt việt mỹ của nàng thật sự đang dần đỏ ửng càng làm cho nàng trở nên kiểu diễm mê người được rồi vấn đề cuối cùng cô ăn độc dược và mê dược để lớn lên nhưng cô chắc chắn không ăn xuân dược phải không hạ thiên lại hỏi cái gì vẻ mặt cơ thanh ảnh chợt biến đổi ngươi ngươi dám dùng xuân dược với ta không thật ra cô có thể chỉ là phát xuân mà thôi. Hạ thiên lại lắc đầu không chút hoang mang. Muốn chết, trường kiếm của cơ thanh ảnh chợt run lên, trên đầu trường kiếm chợt có một thanh đoạn kiếm phóng ra, bay về phía hạ thiên như chớp. Lần này hạ thiên thật sự có đề phòng, hắn vội vàng dùng phiêu miểu bộ để tránh ra sau cây đại thụ, cố gắng dùng tình huống trong rừng để tránh né. Người phụ nữ này đã trúng xuân dược mà vẫn còn mạnh mẽ như vậy. Hạ thiên thầm mắng một câu, Tuy xuân dược không phải là độc dược nhưng có thể ảnh hưởng đến công lực của một người, nhưng bây giờ xem ra ảnh hưởng này vẫn chưa đủ lớn. Điều này làm cho hắn có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy thì ngay từ đầu nên cho người phụ nữ này ăn nhiều vào một chút, bây giờ xem ra không còn kịp nữa rồi. Đang lúc Hạ Thiên lo lắng không thể nào tiếp tục né tránh đòn tấn công của cơ thanh ảnh, hắn chợt ngạc nhiên phát hiện nàng không còn tấn công mình, đối phương ngã ngồi xuống đất, giống như đang vận công, có lẽ muốn bước xuân dược ra ngoài. Hạ Thiên thấy tình huống như vậy thì chợt hưng phấn. Người phụ nữ này đúng là quá ngốc. Xuân dược của người Đường là đệ nhất thần y như hắn điều chế ra, sao dễ dàng bước ra như vậy? Phải biết rằng Xuân dược này hắn định chuyên dụng cho Dạ Ngọc Mị. Vì đối phó với khối băng kia, hắn phải dùng với chất lượng thế nào? Hạ Thiên đứng sau thân cây, hắn lẳng lặng nhìn Cơ Thanh ảnh. Hắn khá có lòng tin với Xuân dược của mình. Nếu đối phương muốn vận công để loại trừ Xuân dược, như vậy hắn cứ lẳng lặng đứng đây chờ nàng phát tác đợi nàng không thể khống chế được. Nữa, đó là cơ hội tốt nhất. Đúng vậy, xử lý đối phương, vì Hạ Thiên dùng xuân dược cho Cơ Thanh Ảnh cũng không phải muốn lấy làm vợ. Nàng là người không sợ độc dược và mê dược, hắn chỉ có thể dùng xuân dược, nếu nói từ phương diện nào đó thì xuân dược cũng là thứ có thể làm cho tâm trí con người bị rối loạn. Vì vậy khi Cơ Thanh Ảnh phát tác thì lực chiến sẽ giảm, các phương diện phản ứng sẽ trở nên chậm chạp, như vậy hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hạ Thiên chậm rãi chờ đợi, dù cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể thấy vẻ mặt Cơ Thanh Ảnh ngày càng hồng, cơ thể cũng dần run rẩy, rõ ràng nàng vận công không thể trừ tất cả xuân dược, giống như đang có phản ứng. Phụt, cơ Thanh Ảnh chợt há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay sắp đổ. Khi thấy tình huống như vậy thì Hạ Thiên cũng không chần chừ, hắn chợt đánh về phía Cơ Thanh Ảnh, dùng một trưởng toàn lực vỗ về phía nàng. Chương 1374, vui quá hóa buồn. Hạ Thiên Tung một trường phát huy tất cả tốc độ và lực lượng đến mức cực hạn, mà bộ vị công kích của hắn chính là đầu của cơ thanh ảnh. Nếu một trường này đánh trúng đầu của cơ thanh ảnh, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Dù Hạ Thiên còn chưa rõ cơ thanh ảnh rốt cuộc là cao thủ cấp bậc nào, nhưng hắn biết thực lực của nàng thật sự vượt xa mình rất nhiều, đối với loại cao thủ này cơ hội thường chỉ đến một lần. Nếu lần này hắn không thể thành công, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội tiếp theo, cũng vì thế hắn mới lựa chọn phương thức dùng một đòn xử lý đối phương. khi thấy cơ thanh ảnh sắp bị một trường cực kỳ có lực đánh vào người, trong lòng Hạ Thiên không khỏi có chút đắc ý. rõ ràng hắn sắp xử lý thêm một người thứ ba của phiêu miểu tiên môn. trên đời này kẻ muốn giết thần tiên tỷ tỷ lại thiếu đi một. nhưng đúng lúc này một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện ngăn bàn tay phải của Hạ Thiên. ầm uhm, một tiếng nổ lớn vang lên, Hạ Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh ảo đến. sau đó hắn bị đánh bay. Khi bay lên giữa khôn trung thì hắn không khỏi chửi mắng một câu, người phụ nữ kia ăn xuân dược rồi sao vẫn còn lợi hại như vậy. Tiểu nhân vô sỉ, đi chết đi. Khi một tiếng kêu phẫn nộ vang lên, cơ thanh ảnh vươn người đứng lên, gương mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ bừng bừng, có vẻ cực kỳ quyến rũ, khóe miệng của nàng có một dòng máu tươi lại càng làm cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp thê lương. Nhưng khi trả lời câu hỏi của Hạ Thiên thì thứ chấn động chính là thanh kiếm đen như mực trong tay cơ thanh ảnh trường kiếm vẫn còn trên tay cơ thanh ảnh, thân kiếm khẽ rung len, vài đóa hoa kiếm lóng lánh, tuy đen đúa nhưng vẫn bùng ra hào quang rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt thì những đóa hoa kiếm này đều hóa thành những thanh kiếm nhỏ hơn, tiểu kiếm bay múa xung quanh trường kiếm làm người ta sinh ra một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Thực tế thì khi những thanh tiểu kiếm xuất hiện chỉ là nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian đó trường kiếm có hàng trăm tiểu kiếm vây quanh, sau đó tiểu kiếm không tiếp tục xoay quanh trường kiếm mà cùng nhau lao ra, Tạo thành một lưới kiếm trên không trung, sau đó bay vụt về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa bị một trưởng của cơ thanh ảnh đánh bay, bây giờ vừa mới rơi xuống đất, vài trăm thanh tiểu kiếm cũng bay đến. Một trưởng của cơ thanh ảnh vốn đã làm cho Hạ Thiên bị thương không nhẹ, mà bây giờ nhiều thanh tiểu kiếm cùng công kích vào đúng một thời điểm từ bốn phương tám hướng làm hắn thật sự khó thể né tránh, mà với công lực của hắn thì căn bản không thể nào áp chế cho đám tiểu kiếm kia quay về vào đúng thời điểm mấu chốt thì hắn cho ra một lựa chọn bất đắc dĩ và sáng suốt đó chính là tùy ý để cho những thanh tiểu kiếm kia đâm lên người mình nhưng hạ thiên cũng không phải tùy ý để cho những thanh tiểu kiếm kia đâm vào cơ thể mình theo ý của cơ thanh ảnh vì nàng hận hạ thiên thấu xương vì vậy mục tiêu của mỗi thanh tiểu kiếm đều là bộ vị yếu hại của hắn có thể nói mỗi thanh tiểu kiếm đều có thể đưa hạ thiên xuống làm con rể của diêm vương hạ thiên vặn vẹo cơ thể có vẻ rất quỷ dị không có bất kỳ mỹ cảm nào như vậy lại làm cho người ta cảm thấy quái dị. Vì mỗi lần hắn vặn vẹo nhìn có vẻ rất khó tưởng, đó là chuyện mà người thường khó thể nào thực hiện được, nhưng hắn lại là người làm được. Hạ Thiên vặn vẹo một cách quỷ dị cũng không phải là tránh né những thanh tiểu kiếm, vì trên trăm thanh tiểu kiếm vẫn đâm vào người hắn, sau đó trực tiếp xuyên qua, phóng về bên cạnh cơ thanh ảnh, hợp lại làm một với thanh trường kiếm màu đen. Cứ như vậy mà chỉ trong nháy mắt trên cơ thể của Hạ Thiên có cảm trăm lỗ hồng, thật sự khó thể nào hình dung được máu tươi lại từ trong cơ thể hắn trào ra. Hạ thiên ngã ầm ầm xuống đất giống như mất mạng trong khoảnh khắc, mà cơ thể của hắn nhanh chóng bị máu tươi bao phủ, biến thành một người máu. Cơ thanh ảnh chợt lảo đảo, nàng thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, sau đó môi đào khẽ mở, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng chỉ cảm thấy cơ thể giống như sắp bốc cháy, Xuân Dược vừa mới được nàng dùng chân khí để thanh trừ không ngờ lại đưa nàng đến bên bờ vực tổ hỏa nhập ma, bây giờ nàng phun ra một ngụm máu tươi cũng làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Cơ thanh ảnh dùng trường kiếm trống xuống đất để đi về phía trước, chỉ sau nháy mắt nàng đã đến trước mặt hạ thiên, sau đó nàng lại nâng trường kiếm, muốn cho hắn thêm một kiếm. Tên tiểu nhân vô sỉ này dám hạ độc xuân dược với nàng, nếu nàng không chém hắn thành hai đoạn, căn bản khó thể nào cam lòng. Nhưng đúng lúc này người máu trên mặt đất chợt nhảy dựng lên, hắn vọt đến trước ngực của cơ thanh ảnh, hai tay với tư thế cực kỳ hèn mọn, chộp thẳng vào bộ vị cao ngất trước ngực của cơ thanh ảnh. Không phải Hạ Thiên không dám đánh lên bộ vị khác trên người cơ thanh ảnh, dù hắn vừa rồi vặn vẹo né tránh những bộ vị trí mạng nhưng trên người vẫn có hàng trăm lổ hồng, vẫn tạo nên thương tổn rất lớn cho hắn. Khoảnh khắc khi hắn ngã xuống thì đã làm cho cơ thể không còn tiếp tục chảy máu, nhưng hắn vẫn là kẻ mất máu khá nhiều. Nếu là một người bình thường trọng thương như vậy thì chết là đương nhiên, hắn là một kẻ công lực cao thâm khó lường, vì vậy còn có thể giữ lại được chút sức lực, nhưng hắn cũng hiểu, chút sức lực ấy dù đánh lên đầu cơ Thanh Ảnh cũng không thể nào đả thương được nàng. Hạ Thiên vốn định giả chết tránh đi, với y thuật của hắn thì dù là giả chết thì càng thành công hơn kẻ khác, vì ngay cả cơ Thanh Ảnh cũng xem là hắn đã chết. Nhưng hắn cũng không ngờ ngay cả khi mình đã chết thì nàng vẫn không buông tha, còn muốn chém mình thành hai đoạn. Nếu hắn thật sự bị chém thành hai đoạn thì thật sự là chết, không còn biện pháp nào khác hắn đành phải dùng chút lực lượng cuối cùng để tiến hành phản kích. Lực lượng của đòn phản kích cuối cùng này thật sự không đủ, Hạ Thiên cũng không trông cậy vào nó có thể giết chết được cơ thanh ảnh. Bây giờ hắn lại có một hy vọng mới, hắn muốn dùng đòn phản kích cuối cùng để làm cho cơ thanh ảnh không còn chút thanh tình. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu bội phục cơ thanh ảnh, hắn thậm chí cảm thấy người phụ nữ này tám phần lãnh đạm. Vì xuân dược của hắn lợi hại như vậy mà đối phương có thể kiên trì được lâu như thế, còn thiếu chút nữa có thể giết chết hắn. Người phụ nữ này tuyệt đối là hạng nhân vật biến thái, thật sự còn biến thái hơn cả dạ Ngọc Mỹ chết tiệt kia. Hạ Thiên chết đi sống lại cũng làm cho cơ thanh ảnh có chút bất ngờ, hơn nữa nàng còn đang chịu đựng sự tấn công của Xuân Dược, dù là phản ứng cơ thể hay cảm giác cảm ứng cũng không còn được như bình thường. Nhưng nàng vẫn có phản ứng, nàng hầu như tung ra một trường theo kiểu vô thức, sau đó một trường này đánh trúng ngực Hạ Thiên, một lần nữa đánh hắn vang đi. Nhưng lúc này ngực cơ thanh ảnh lại truyền đến cảm giác khác thường một loại cảm giác khác thường chưa từng có cảm giác này lan tràn trong người nàng tất nhiên nàng chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm nóng khát vọng khó hiểu này hầu như bừng cháy hừng hực hầu như muốn thôn vệ nàng rõ ràng tốc độ phản ứng của cơ thanh ảnh vẫn có hơi chậm vì vậy một trưởng của hắn tuy có thể đánh bay hạ thiên nhưng hai tay của hắn vẫn thật sự động vào bộ phận cao ngất trước ngực nàng dù chỉ là một chút tiếp xúc xẹt qua nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy kích thích cảm giác kích thích như vậy vẫn làm cho dục vọng của nàng hoàn toàn bộc phát ha ha. Hạ thiên cố hết sức đứng lên, hắn nhìn cơ thanh ảnh giống như đang cố gắng khắc chế để không khỏi xé quần áo, vì vậy mà không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cơ thanh ảnh, dù cô giết chết tôi, cô cũng vĩnh viễn so ra kém thần tiên tỷ tỷ, vì thần tiên tỷ tỷ chọn đệ nhất đàn ông như tôi làm chồng, mà cô thì sẽ lập tức không biết đi tìm bao nhiêu tên đàn ông không ra gì để làm chồng. Không đúng, bây giờ cô sắp toi mạng, chỉ sợ không phải là người đàn ông làm chồng, nơi đây là rừng rậm, rất có thể sẽ là sư tử hay khi gặp phải cô, mà cô cũng sẽ nhào đến, ớ, này, cô muốn gì? Tuy tôi rất tuấn tú nhưng lại không thích cô. Rõ ràng là vui quá hóa buồn, Hạ Thiên đang nghĩ đến kết cục cơ thanh ảnh sắp bi thảm đến nơi, nhưng hắn chợt phát hiện tình huống có biến. Nàng chợt đánh về phía hắn, một chỉ điểm lên người hắn, làm hắn không thể nào nhúc nhích, sau đó trường kiếm của nàng vung lên, cắt nát quần áo của hắn, mà cuối cùng nàng lại nhào lên người hắn. Này, Giữa ban ngày ban mặt, à, không phải, bây giờ là ban đêm, dù là đêm tối thì cô cũng không thể nào cưỡng đoạt đàn ông như vậy được, cô là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ, tôi nhất định phải xử lý cô, ớ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nói được gì thêm, vì hắn đã bị cơ thanh ảnh chặn miệng. Dưới một cây đại thụ, một người đàn ông nằm trên mặt đất, trên người hắn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang dạng chân nhún nhảy. Theo lý mà nói thì người đàn ông phải cực kỳ hạnh phúc nhưng thực tế hạ thiên nằm bên dưới lại cảm thấy khá bức bối vì đây lại là một lần hắn bị phụ nữ cưỡng ép quan trọng là hắn không thích người phụ nữ này không thể phản kháng thì hưởng thụ vậy vài phút sau hạ thiên đã suy nghĩ thông suốt hắn bắt đầu hưởng thụ mà điều quan trọng là hắn không thể nào động đậy gì được chỉ có thể hưởng thụ cũng may mà ánh mắt hắn có thể hoạt động mà cái miệng cũng có thể hoạt động ngực của cô rất lớn ít nhất cũng là cỡ đê này đừng để tôi như thế này tốt xấu cũng cho tôi sờ hai cái, thử xem cảm xúc thế nào. Hạ Thiên vừa nói vừa thưởng thức tư thái đẹp đẽ của cơ thanh ảnh, lại tiếp tục lên tiếng. Còn nữa, đây là lần đầu tiên của cô, không nên vội vã như vậy, cần phải nhẹ nhàng, dịu dàng, nếu không thì cô thả tôi ra, để tôi lên trên, tôi có kinh nghiệm hơn cô. Cũng không biết cơ thanh ảnh đang trong cơn mê loạn có nghe được những lời của Hạ Thiên hay không, nàng không có phản ứng gì, chỉ liên tụ vặn vẹo trên người hắn, mà hắn thì vẫn tiếp tục vừa đau đớn vừa sung sướng. Sau đó trong đầu hắn có một vấn đề, đó là khi người phụ nữ kia tỉnh lại, nàng có thể một kiếm giết chết mình không? chương 1375, cướp bóc quá phận. Sáng sớm hôm sau những vầng hào quang xuyên qua cánh rừng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên còn sống, người cũng tỉnh táo nhưng hai mắt lại vô thần, hắn nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, cảm giác bức bối thật sự khó nói cho rõ. Thật ra nửa giờ trước đó Hạ Thiên cũng không tính là bức bối, dù không phải hắn tình nguyện nhưng cơ thể hoàn mỹ của Cơ Thanh Ảnh vẫn làm cho hắn có được niềm vui thú rất lớn, nhưng sau đó sự việc làm hắn bức bối đã xảy ra. Sự kiện đầu tiên làm Hạ Thiên cảm thấy bực bội chính là Cơ Thanh Ảnh ép khô người mình, không phải chỉ đơn giản là ép khô tinh lực, thậm chí còn ép khô cả chân khí. Hắn cũng không biết Cơ Thanh Ảnh dùng phương pháp gì, chỉ biết nửa giờ trước đó Cơ Thanh Ảnh chợt giải khai cấm chế với cơ thể của hắn nhưng khoảnh khắc đó hắn chợt phát hiện tinh hoa tính mạng của mình và băng hỏa linh khí đều tuôn ảo vào người nàng, một lát sau hắn đã mất sạch, chẳng còn gì. Đây mà là tiên nữ cái quái gì, đây mới thật sự là yêu nữ, đúng là hấp tinh đại pháp. Hạ thiên lúc đó còn cảm thấy không bức bối, vì người phụ nữ biến thái kia chắc chắn sẽ cho hắn một kiếm, nếu hắn cuối cùng cũng phải chết thì bị nàng hút sạch chân khí cũng chẳng sao. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy bực bội trình là sự kiện thứ hai lại xảy ra, cơ thanh ảnh cũng không cho hắn một kiếm cũng không động thủ trả thù thậm chí cũng không mắng hắn nàng ta chỉ cướp sạch mọi thứ của hắn rồi vứt lắc hạ thiên ở đây không quan tâm nữ cướp cũng không quá phận như cô hạ thiên thầm mắng cơ thanh ảnh người phụ nữ này quá độc ác nàng cướp sạch tất cả ngân châm độc dược xuân dược và mê dược của hắn ngay cả quần áo cũng cướp đi vì vậy bây giờ hắn thật sự không còn gì điện thoại bị cướp đi đồng hồ trên tay thì trước đó đã bị cơ thanh ảnh đánh hư Bây giờ cũng bị cướp đi, mà lúc này hắn không những chỉ là không mảnh vải che thân, thậm chí còn là trắng tay. Hắn nghĩ đến chút ít chân khí bị hút đi mà chợt phát hiện ra một vấn đề, người phụ nữ kia ngoài giữ lại cái mạng nhỏ của mình, hầu như lại cướp đi tất cả, có thể nói là một nữ cướp thật sự quá phận. Không có quần áo, không có công lực, lại còn bị thương, tuy đã sớm cầm máu nhưng trước đó công lực bị chế ngự, bây giờ trong người lại không có băng hỏa linh khí, vì vậy mà những vết thương này cũng khó thể lập tức khôi phục. Hạ Thiên phát hiện người phụ nữ này quyết định cho mình chết tươi trong rừng rậm này, vì hắn muốn đi ra khỏi rừng thì thật sự khó khăn, không riêng gì vấn đề về sức khỏe, còn có một vấn đề lớn hơn, đó chính là hắn không biết đây là nơi nào, vì thế hắn rất có thể bị lạc đường. Phiền toái này đúng là quá lớn. Hạ Thiên càng thêm cảm thấy khó hiểu chính là người phụ nữ cơ thanh ảnh kia ép khô mình, công lực sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó nếu hắn muốn đánh bại nàng thì càng khó hơn nữa dưới tình huống này hắn muốn khôi phục lại công lực chỉ sợ còn mất rất nhiều thời gian điều đáng an ủi duy nhất chính là hạ thiên cũng không cần luyện lại từ đầu vì lúc này viên băng hỏa linh đan trong người vẫn còn băng hỏa linh đan chính là do băng hỏa linh khí tạo thành nếu nói theo lý thì nếu băng hỏa linh đan bị vỡ thì mới có thể lại sinh ra băng hỏa linh khí tất nhiên hắn bây giờ cũng không làm như vậy vì hắn là một người băng hỏa linh thể trời sinh băng hỏa linh khí sẽ tự động sinh ra theo thời gian sau khi băng hỏa linh khí này tiến vào băng hỏa linh đan thì sẽ càng sản sinh ra nhiều băng hỏa linh khí tiến vào trong kinh mạch, sau đó hắn nếu luyện chế chút đan dược để sử dụng thì chuyện khôi phục lại công lực cũng chẳng mấy khó khăn. Cơ thanh ảnh yêu nữ chết tiệt, muốn hút khô ta sao, không dễ vậy đâu. Hạ thiên thì thào mắng, ngay sau đó lại buồn bực, mình sao có thể đi ra ngoài đây. Bây giờ hắn thật sự như một người thường, nếu nói có điểm khác thì đó chính là trên người không có chút quần áo nào trước tiên phải tìm thứ gì mặc lên người cái đã. Hạ thiên cuối cùng cũng đứng lên, dù hắn rất bức bối nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này, hắn còn nhiều việc cần làm, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn khốn khổ thế này. Hình ảnh một yêu nữ mặc cung trang xanh biếc chợt lóe lên trong mắt hạ thiên, hắn chợt nhớ đến tình cảnh một mỹ nữ da thịt trắng nón, vòng eo mềm mại điên cuồng trên người mình. Em chân dài, chúc mừng chị, cuối cùng chị không còn là người mà tôi muốn đánh nhất. Hạ Thiên thì Thảo nói, bây giờ hắn đã xếp dạ Ngọc Mỹ xuống vị trí người phụ nữ cần đánh thứ hai. Thủ đô, căn cứ ám tổ. Hai cô gái xinh đẹp khêu gợi đang đứng song song với nhau, trên mặt người nào cũng có vài phần sầu lo. Chỉ sau một đêm mà không còn chút tin tức nào, tôi thấy mình nên đi một chuyến. Mỹ nữ mặc áo đa màu đen mở miệng nói. Mỹ Nhi, bây giờ cô đi cũng không kịp, thôi thì an tâm chờ tin tức đi. Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu. Chuyện lần này không quá tầm thường, chồng cũng không nói rõ ràng, nhưng xem ra thật sự có vài người tu tiên có thể uy hiếp được cậu ấy. Nhưng tôi cảm thấy chồng đang ở nhạc nam chợt quay về Giang Hải, bây giờ lại đến tỉnh Tây Xuyên, không biết đang làm gì. Có lẽ đang truy tung một người tu tiên. Mỹ nữ mặc đồ đen là Mỹ Nhi, nàng suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ tôi lo lắng nhất chính là đồng hồ của cậu ấy đã ngừng hoạt động, Tuy biểu hiện vị trí cuối cùng của đồng hồ chính là dãy núi Tứ Cô Nương, nhưng đó đã là chuyện tối qua, cậu ấy sợ rằng đã đi ra ngoài ngàn dặm mất rồi, như vậy nếu người của chúng ta đến truy tùng cũng không tìm thấy. Tín hiệu điện thoại của chồng cũng mất đi, không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì. Người đẹp tóc vàng là Mộc Hàm, giọng điệu của nàng rất lo lắng. Trong dãy núi Tứ Cô Nương không có tín hiệu điện thoại là bình thường. Mị Nhi lắc đầu, sau đó nàng có chút trầm ngâm rồi nói. Chờ chút, nếu ngày mai không có tin tức thì tôi sẽ tự mình đi xem. Hy vọng cô không cần tự mình đi đến đó." Một Hàm khẽ nói. Mị Nhi cũng không nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ, trên đời thật sự còn khó khăn mà tên khốn kia không giải quyết được sao? Thành phố Giang Hải, biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, vẻ mặt sầu lo, chuyện Hạ Thiên mất tích thì nàng đã biết tuy nàng biết Mộc Hàm sẽ phái người đi tìm nhưng vẫn có chút cảm giác lo lắng. Những ngày gần đây chồng có hành động khác thường, trước đó nàng không quan tâm, bây giờ những biểu hiện của hắn làm nàng ý thức được có một kẻ thù cực mạnh. Phượng Nhi, số điện thoại của chị Mộng gọi không được sao? Kiều Tiểu Kiều nhìn Kiều Phượng Nhi đang liên tục gọi điện thoại mà khẽ hỏi một câu. Đúng vậy, không liên lạc được, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Kiều Phượng Nhi thật sự lo lắng. Chị Tiểu Kiều, chị Tiểu Kiều. Tiểu yêu tinh chợt từ trên lầu chạy xuống. Em đã liên lạc được với chị Hàm Sương, chị ấy nói tối hôm qua chồng và một người phụ nữ cực kỳ lợi hại bỏ đi, chị ấy luôn đi theo bọn họ nhưng căn bản không kịp. Khi nhận được điện thoại của em thì chị ấy đang ở thành phố Thục Đô, bây giờ đang đi về phía dãy núi Tứ Cô Nương. Cô ấy có nói người phụ nữ lợi hại kia tên gì không? Một âm thanh như tiếng trời chợt vang lên khi nhìn lại theo âm thanh thì tất cả mọi người trong phòng chợt ngây ra, một người phụ nữ áo bảo trắng chợt xuất hiện không chút dấu hiệu nào, trong phòng vốn đầy mỹ nữ tuyệt sắc nhưng nàng vừa xuất hiện đã làm cho mọi người phải sinh ra ý nghĩ tự ti mặc cảm. Dù các nàng có là sao sáng thì người phụ nữ áo bảo trắng mới thật sự là trăng sáng, có thể lấn át tất cả. Chị Nguyệt, chị đến rồi à? Kiều Tiểu Kiều lần đầu tiên là sướng sờ, sau đó thì vui mừng như điên. Người phụ nữ áo bảo trắng này chính là Nguyệt Thanh Nhã, lúc này nàng vừa để cho Kiều Phượng Nhi liên lạc với Liễu Mộng chính là vì muốn Liễu Mộng liên lạc với Nguyệt Thanh Nhã. Vì nàng chợt sinh ra cảm giác, ngoài Nguyệt Thanh Nhã ra sẽ không còn ai có thể giúp đỡ được Hạ Thiên. Tiểu bại hoại thật sự gặp phải chuyện không may sao. Một âm thanh có chút lo lắng chuyển đến, đó chính là Liễu Mộng. Đi theo Nguyệt Thanh Nhã ngoài Liễu Mộng thì còn có một mỹ nữ cổ trang khác, chính là Tống Ngọc Mị. Ôi, chị chính là thần tiên tỷ tỷ mà chồng hay nhắc đến sao? tiểu yêu tinh trật trở nên khoa trương đúng là giống hệt như tiên nữ em cuối cùng cũng cảm thấy làm vợ của chồng là không chút thiệt thòi em là yêu yêu sao nguyệt thanh nhã nở nụ cười dịu dàng hàm sương có nói cho em biết người phụ nữ lợi hại kia tên là gì không có phải là dạ ngọc mỹ chị nguyệt không phải rồi vì dạ ngọc mỹ còn đang ở thành phố nhạc nam kiều tiểu kiều trả lời tiểu mỹ còn đang ở thành phố nhạc nam Nguyệt Thanh nhã khẽ nhíu mày. Vậy sao Tiểu Thiên lại về Giang Hải rồi? À, Thần Tiên tỷ tỷ, chị Hàm Sương nói người phụ nữ lợi hại kia tên là Cơ Thanh Ảnh, hình như là sư muội của chị. Đúng rồi, chị Hàm Sương còn nói, Cơ Thanh Ảnh kia đã bị chồng lừa, chồng nói mình là đồ đệ của chị, anh ấy đưa Cơ Thanh Ảnh đi tìm chị, nhưng chồng đưa Cơ Thanh Ảnh đi đâu thì chị Hàm Sương cũng không biết. Tiểu Yêu Tinh lúc này nhanh chóng nói, Cơ Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh nhã khẽ lắc đầu chị cũng không biết cô ấy có lẽ là sư muội gia nhập môn phái sau khi chị rời khỏi sư môn nhưng vì sao tiểu thiên không đưa cô ấy đến tìm tôi lại lừa đi chị nguyệt em nhớ chị đã nói chị luôn cảm thấy chồng không an toàn vậy chị bây giờ có biết anh ấy có vấn đề gì không kiều tiểu kiều lúc này hỏi nguyệt thanh nhã trầm mặc một lúc rồi lắc đầu chị cũng không cảm giác được cậu ấy sao vẻ mặt kiều tiểu kiều chợt biến đổi vẻ mặt những người phụ nữ khác cũng trắng bệch. Chị Nguyệt, chị nói tiểu bại hoại đã chết rồi sao? Liễu mộng thật sự muốn khóc. Cậu ấy chết thì tôi làm sao bây giờ? Trường 1376 có dã nhân. Đừng lo lắng, chuyện không phải là các người nghĩ như vậy. Nguyệt Thanh nhã nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là ta lưu tại trong thân thể của hắn tinh thần ấn ký, đã bị người xóa đi, cho nên ta không cách nào cảm giác được tình huống của hắn, bởi vì như thế, ta kết luận hắn còn sống, bởi vì đối phương nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần làm điều thừa, hao tâm tốn sức xóa cái tinh thần ấn ký kia đi. Chậm rãi nhìn chúng nữ một cái, Nguyệt Thanh nhã tiếp tục nói, cũng yên tâm đi, ta sẽ tìm được hắn. Nguyệt tỷ tỷ, Mị Di có lẽ biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu không, hỏi trước hỏi Mị Di xem sao. Tống Ngọc Mị lúc này nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sở giao cùng Ninh Khiết đang ở tại Nhạc Nam, hiện tại đang theo dạ ngọc mỹ học công phu ta sẽ gọi điện thoại cho các nàng kiều tiểu kiều vội vàng nói mị di sao lại dạy các nàng võ công tống ngọc mỹ vô cùng kinh ngạc như vậy xem ra tiểu mỹ cùng tiểu thiên hiện tại quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm đâu nguyệt thanh nhã nhẹ nhàng vuốt cằm tiểu kiều gọi điện thoại cho bên kia xem sao ta nghĩ cùng tiểu mỹ hàn huyên một chút tỉnh tây xuyên vực sâu núi tứ cô nương giữa trưa ba nam hai nữ vô cùng mỏi mệt ngồi trên một thân cây, tinh thần đều có chút huệ hoài. Đây là một đám nam nữ khoảng 20 tuổi, mỗi người đều trang bị đồ leo núi, hiển nhiên là tới nơi này tiến hành vận động bên ngoài. Hội trưởng, cứu viện đội sẽ đến chứ? Một cô gái trẻ mở miệng hỏi. Khó nói, chúng ta tự mình sửa lại lộ tuyến, hiện tại cũng chưa chắc có người biết chúng ta lạc đường. Người nói chính là một trong ba nam nhân to con, cũng chính là hội trưởng trong miệng cô gái. Năm người này đến từ tỉnh Tây Xuyên trong một hiệp hội sở trường về leo núi, mà nam sinh to con chính là hội trưởng hiệp hội, gọi là Trương Thạc, tên này cùng với thể trạng của hắn cũng là tương đối xứng đôi. Câu hỏi vừa rồi là của nữ sinh tên Đường Yến, chính là một mỹ nữ trong hiệp hội, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong năm người, là một sinh viên năm thứ nhất. Nếu là mấy ngày nữa, chúng ta còn không có đi ra ngoài, vậy hẳn là sẽ có người tới cứu hộ. Một cô gái tương đối lạc quan cô bé này gọi Mao Tiểu Tuệ, lớn lên không tính là xinh đẹp, vóc người cũng tương đối khá, mà trên thực tế cũng là bạn gái Trương Thạc. Đường Yến, người yên tâm, không có việc gì, ta nhất định có thể dẫn người đi ra ngoài. Một nam sinh khác nước mắt an ủi Đường Yến, người đeo mắt kiếng này gọi là Tiếu Tuấn, chính là một trong những người theo đuổi Đường Yến. Đại ca, huynh lại chém rồi, ngay cả Đông Tây Nam Bắc còn không phân biệt rõ ràng. Cuối cùng một nam sinh cao gầy vô lực nói, Nam sinh này tự nhiên cũng là thành viên của hiệp hội leo núi. Hắn gọi là hoàng tử phong nhưng cũng là người theo đuổi đường yến, cho nên chớ nhìn hắn là bạn bè dọc theo đường đi. quan hệ giữa hắn và tiếu tuấn chưa ra hình gì trước tiên đừng cãi cọ chúng ta ăn một chút gì sau đó tranh thủ trước lúc trời tối tìm được đường đợi điện thoại di động có tín hiệu chúng ta là có thể cầu cứu rồi. Trương thạc lúc này mở miệng nói ra: a à, đường yến đột nhiên lên tiếng kinh hô làm sao vậy. Tiêu Tuấn vội vàng ân cần hỏi thăm. Thấy cái gì sao? Hoàng tử Phong cũng đồng thời hỏi thăm. "Nhìn, nhìn bên kia, có, có dã nhân." Đường Yến dùng ngón tay chỉ nơi cách đó không xa, sắc mặt có chút hoảng sợ. Tại sao có thể có dã nhân ở đây? Nơi này cũng không phải là thần nông chiếc. Mao Tiểu Tuệ hiển nhiên không tin, chẳng qua là nhìn lại, nàng lên tiếng kinh hô, "A, à, thật, thật có dã nhân." "Cha mẹ nó, tốt lắm giống như là dã nhân thật a." À lúc này hoàng tử phong vậy lẩm bẩm tự nói tại sao có thể là dã nhân ở đây dã nhân hẳn là cao hơn lớn hơn một chút tiêu tuấn mặc dù cũng cảm thấy đó là dã nhân nhưng trong miệng hắn cũng là nhất định phải phản đối hoàng tử phong có lẽ là dã nhân có vóc dáng tương đối nhỏ hoàng tử phong phản bác a à, trương thạc dã nhân đi tới rồi mao tiểu tuệ kinh hô một tiếng lập tức trốn phía sau trương thạc đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt coi như là dã nhân ta cũng có thể đánh ngã hắn. Trương Thạc An ủi bạn gái một câu, hắn cũng không tính là thổi phồng, dù sao từ vóc dáng mà nói, hắn thoạt nhìn có thể sánh bằng dã nhân cao lớn to con hơn. Đường Yến, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu Tuấn cũng rất tự giác chắn phía trước đường Yến. Đường Yến, ta cũng bảo vệ ngươi. Hoàng tử Phong cũng không cam chịu rơi ở phía sau, giống như trước chắn trước đường Yến. Hai người các ngươi cản trở ta, ta, ta muốn nhìn rõ một chút, đường yến nói một câu như vậy, mặc dù trên mặt nàng còn có chút sợ, nhưng càng tò mò nhiều hơn, dã nhân A, lần đầu tiên nhìn thấy dã nhân, có thể không hiếu kỳ sao. Thật ra thì không chỉ là đường yến tò mò, bốn người khác cũng thật tò mò. Mao tiểu tuệ núp ở phái sau trương thạc, nhưng lại len lén lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình dã nhân. Mà lúc này, năm người đều không hẹn mà cùng ngừng thở, không nói thêm gì nữa, chẳng qua cây SNG6 nháy mắt nhìn bọn dã nhân đang đi tới. Dã nhân quả thật không tính là cao, cũng là hơn một thước bảy, vóc người thoạt nhìn vậy tương đối đơn bạc, ở chân, bên hông có một cái quần cỏ, hai chân trần trụi, cầm một cây mộc côn trên tay, hắn đi lại có chút tập tính, làm cho người ta cảm giác tùy thời cũng có thể té xuống mà chết. Nhìn dã nhân như vậy, Trương Thạc cũng là còn có lòng tin đánh ngã người này, nhưng mà khi dã nhân đi tới trước mặt họ hắn cũng không có chủ động công kích. Có đồ ăn không? dã nhân đột nhiên nói chuyện làm những ngày sợ hết hồn sau đó người đầu tiên kịp phản ứng lại là đường yến nàng trả lời một câu có ta có sô cô la còn có khô bò tại trong bọc của ta nàng vừa nói xong dã người đã đặt mông ngồi ngay bên cạnh nàng đem bọc của nàng cầm tới bắt đầu tìm kiếm ở bên trong rất nhanh tìm được một hộp sô cô la còn có hai bao khô bò cộng thêm một chai nước khoáng dã nhân không chút khách khí ăn như lang hổ, lấy tốc độ nhanh nhất đem sô-cô-la cùng khô bò còn có nước khoáng ăn hết, mà hắn hiển nhiên còn không có thỏa mãn, tiếp tục tìm kiếm trong bao của bốn người khác, hắn có thể tìm thấy một ít tao quả cũng tiêu diệt được sạch sẽ, hắn còn tìm thấy một bộ quần áo, không nói hai lời liền mặc ngay trên người mình, cuối cùng đem quần cỏ ném sang một bên, lẩm bẩm cảm khái một câu, cuối cùng có y phục mặc rồi. Nhìn dã nhân mặc y phục, năm người cũng u mê. Một lúc sau, Đường Yến mới đột nhiên la một câu, người không phải dã nhân. Người mới là dã nhân đâu, người kia bị cho rằng là dã nhân trợn mắt nhìn Đường Yến một cái nói, người là dã nhân, còn là một nữ dã nhân. Người, Đường Yến nhất thời đã bị bị chọc tức, lại còn nói nàng là dã nữ nhân. Người xem ra giống như là dã nhân, nhưng chính là Hạ Thiên, lúc sáng sớm, hắn bị yêu nữ cơ thanh ảnh cướp bóc sạch, mà hiện tại, hắn cướp lại tổ năm người này đem thực vật dự trữ của năm người này ăn sạch, Hạ Thiên rốt cuộc cũng khôi phục một chút khí lực, mà thời gian một buổi sáng cũng làm cho trong thân thể của hắn tích lũy một chút xíu băng hỏa linh khí. Hiện tại, một tia băng hỏa linh khí yếu ớt đang tuần hoàn vận chuyển trong thân thể hắn, đi ngang qua băng hỏa linh đan, băng hỏa linh khí đang dần dần lớn mạnh, mà cùng lúc đó, thương thế bên trong cơ thể theo băng hỏa linh khí vận chuyển từ từ khôi phục. Suối lưng một cái, Hạ Thiên không để ý tới đường yến, cất bước tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. ê, ngươi ăn đồ ăn của chúng ta, cứ như vậy mà đi hả? Đường Yến có chút bất mãn hô một câu. các ngươi cũng không nói không cho ta ăn. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. tiểu tử, người đứng lại, người mặc rồi quần áo của ta. kháo, đó là ta mới vừa mua, ta cũng còn không có mặc qua đâu. Tiêu Tuấn hô một câu, Hạ Thiên y phục trên người, chính là từ trong bọc của hắn ra chứ đâu ngươi cho rằng ta cần mặc đồ của ngươi sao, nếu không phải ngươi y phục còn mới ta còn lười mặc. Hạ thiên vẫn không quay đầu, đi về phía trước, hắn cũng không muốn lưu lại ở chỗ này. Kháo, không muốn mặc vậy ngươi cởi ra, tiêu tuấn bất mãn đuổi theo, một tay chụp vào hạ thiên. Một côn hạ thiên trên tay đột nhiên vung lên, giống như là phía sau có mắt, đập vào tay tiêu tuấn. Ách, tiêu tuấn kêu thảm một tiếng, tay trái nắm lấy tay phỉa, đau đến nhếch miệng. Làm sao ngươi lại đánh người? Nghe được Tiếu Tuấn kêu thảm thiết, bốn người khác cũng vây quanh tới đây, thân là người dẫn đầu, Trương Thạc tức giận quát lớn. Có tin ta đánh các ngươi hay không? Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm những người khác, ta nói cho các ngươi biết ha, đừng phiền ta, ta đang vội đi ra ngoài, còn làm phiền ta ta liền đánh các ngươi. Ngươi biết làm sao đi ra ngoài sao? Đường Yến vội vàng hỏi một câu. Dĩ nhiên, đi thẳng là có thể đi ra. Hạ Thiên lười biếng nói làm sao người biết mao tiểu tuệ không nhịn được đuổi theo hỏi một câu bởi vì ta là từ cái phương hướng này tiến vào hạ thiên hiện tại thể lực không đủ không có tâm tình đánh nhau cho nên những người này không chủ động chọc hắn hắn cũng lười động thủ uy người ăn đồ ăn của chúng ta giờ phải đem chúng ta mang đi ra ngoài đường yến la một câu các ngươi muốn đi ra ngoài đi theo ta hạ thiên nói một câu đi tới phía trước năm người tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận một phen sau đó liền quyết định đi ra ngoài trước rồi hãy nói, cho dù là Tiếu Tuấn vừa mới bị đánh, cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lương khô trên người mang theo cũng bị ăn sạch, không đi ngoài, bọn chúng chuẩn bị không tốt thì phải chết đói ở trong này rồi. Cho nên, năm người lập tức đuổi theo rồi Hạ Thiên, chỉ là bọn hắn rất nhanh phát hiện, lúc trước thoạt nhìn Hạ Thiên đi lại, hiện tại lại đi rất nhanh, bọn chúng có đôi khi phải chạy chậm mấy bước mới có thể vượt qua hắn. Uy, nhìn một chút có được hay không a? À? một canh giờ phía sau đường yến không chịu nổi liền la một câu hạ thiên cũng là không phản ứng chút nào tiếp tục bước nhanh vừa phía trước không có biện pháp năm người chỉ phải tiếp tục hướng phía trước mà đi chẳng qua là vừa đi được nửa giờ bọn chúng rốt cục ngừng lại bởi vì bọn chúng hiển nhiên không có cách nào tiếp tục đi về phía trước rồi phía trước không có đường rồi một vách đá cắt đứt đường đi mấy người bình thường này căn bản không cách nào qua được vách đá hạ thiên vậy có chút buồn bực thất sách a à, thật là thất sách, hắn quên mất một chuyện quan trọng. Uy, ngươi không phải nói, ngươi là từ con đường này tới sao? Đường Yến tức giận chất vấn. Đúng vậy a à, nhưng mà ta quên mất lúc trước là ta bay tới. Hạ Thiên có chút buồn bực hồi đáp. Trường 1377, có tay gấu để ăn. Tiểu tử, có phải ngươi lừa dối chúng ta không? Nghe nói như thế, Tiếu Tuấn nhất thời nổi giận, Hắn mất mấy trăm mới mua được bộ y phục mà lại bị tiểu tử này đoạt không nói lại còn bị đánh, nếu không phải vì có thể đi ra ngoài, hắn đã sớm chịu không nổi dưới khẩu khí này, hiện tại phát hiện tiểu tử này hình như căn bản không biết làm sao để đi ra ngoài, hắn không thể nhịn được nữa. Đừng làm phiền ta, cẩn thận ta lại đánh ngươi một trận. Hạ Thiên Tâm tình đang không tốt, nếu không phải là hắn không muốn phí sức đánh người, hắn đã trực tiếp đánh người rồi. Uy, làm sao có người như ngươi vậy? Rõ ràng là ngươi không đúng, ngươi giả dã nhân lừa gạt ăn sạch đồ ăn của chúng ta, nói có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài, hiện tại vừa đi lầm đường, đến bây giờ còn muốn đánh người, có người không nói lý lẽ như ngươi sao?" Đường Yến căm giận nói. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Đường Yến, tức giận nói: "Ai giả bộ dã nhân? Rõ ràng là chính các ngươi đầu óc có vấn đề coi ta thành dã nhân, ngươi nói ta là dã nhân, ta liền đem ngươi cởi hết ném vào trong rừng, cho ngươi làm dã nhân." Ngươi ngươi thật là quá đáng. Đường Yến bị Hạ Thiên nói, giận đến mức gần khóc. khi dễ một cô bé là nam nhân sao? Hoàng Tử Phong lúc này bất mãn nhìn Hạ Thiên, nhìn thấy nữ sinh mình thích bị khi phụ sỉ nhục, Hoàng Tử Phong cũng muốn tới làm hộ hoa sứ giả rồi. Hạ Thiên rốt cục giận, một côn vung lên, liền nện vào người Hoàng Tử Phong. Hoàng Tử Phong đáng thương kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất. còn làm phiền ta, ta liền vứt các ngươi xuống vách đá phía dưới. Hạ Thiên tức giận nói. Đường Yến ngẩn ngơ, trong lòng âm thầm mắng, người này thật sự là dã nhân, bạo lực như vậy. Hoàng tử phong đáng thương từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về Hạ Thiên, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì. Ở chỗ này, bị ném xuống vách đá, người khác sẽ cho rằng hắn không cẩn thận té xuống chết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rất vất ức. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ nha, hiện tại cũng như vậy, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực tìm được đường ra mới đúng, nếu không, chúng ta cũng sẽ chết đói ở chỗ này." Lúc này, Mao Tiểu Tuệ nói. Hạ Thiên dứt khoát mặc kệ có mấy người này, suy nghĩ một chút rồi chuyển phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Năm người lạc đường nhìn nhau, sau đó tụ tại cùng nhau thương nghị rồi một hồi, cuối cùng, bọn chúng rốt cục vẫn phải quyết định tiếp tục đi cùng Hạ Thiên. Chẳng qua là, đi theo Hạ Thiên không tới nửa giờ, bọn chúng lại bắt đầu hối hận, bởi vì bọn họ phát hiện Hạ Thiên trên căn bản cũng đi loạn là dân mù đường hạ thiên cũng không cảm nhận được phương hướng vừa mới bắt đầu chỉ đi về phía trước nhưng hiện tại khi hắn phát hiện con đường kia không thông về sau hắn lại bắt đầu không phân biệt được đông nam tây bắc rồi đi trong rừng rậm nửa giờ hắn phát hiện mình thực mơ hồ mà sau nửa giờ nữa hắn liền xác định hắn đã hoàn toàn lạc đường quên đi đợi công lực khôi phục rồi bay ra ngoài hạ thiên rốt cục mất đi kiên nhẫn tìm đường ngồi xuống dưới một cây đại thụ mà đã sớm mệt mỏi đi không nổi, đường yến cũng là không nói hai lời liền ngồi xuống. Uy, người còn biết làm sao đi ra ngoài sao? Đường yến ngồi đối diện với hạ thiên hỏi. Chờ ta có thể bay rồi, ta cũng biết làm như thế nào đi ra ngoài. Hạ thiên ngáp một cái, lười biếng nói. Người đừng có nằm mộng, người tưởng mình là thần tiên hạ, còn có thể bay. Đường yến tức giận nói. Ta vốn chính là thần tiên. Hạ thiên nghiêm trang nói, ta là chồng của thần tiên tỷ tỷ, Dĩ nhiên cũng chính là thần tiên. Lại chém rồi, Đường Yến bĩu môi, nàng không tin người này nói hưu nói vượn đâu. Vị đại ca này, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Mao Tiểu Tuệ hỏi, "Ai là đại ca, ta rất già sao?" Hạ Thiên rất bất mãn nhìn Mao Tiểu Tuệ, "Ta vẫn chưa tới 20 tuổi đâu." "Khanh khách, đó chính là tiểu đệ đệ rồi." Đường Yến đột nhiên bật cười, sau đó mặt hơi đỏ lên, tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì khác không thể không nói, thật ra tâm lý tố chất đường yến cũng không tệ, đến lúc này rồi nàng còn cười được. Chồng ngươi mới là tiểu đệ đệ, tất cả ba chồng của người sau này đều là tiểu đệ đệ. Hạ thiên trợn mắt nhìn đường yến một cái, trả lại câu nói kia, nếu không phải hắn hiện tại không muốn phí sức lực, hắn sẽ đem nhà đầu này đánh một bữa. Người tại sao nói như thế nói? Đường Yến vừa bị chọc tức, người gì mà lưu manh quá? Đừng phiền ta, ta cần nghỉ ngơi. Hạ Thiên chẳng thèm để ý tới đường Yến, cũng không còn để ý tới những người khác, nhắm mắt lại, cứ như vậy dựa vào trên tảng cây, hiển nhiên đã ngủ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, sắc trời vậy dần dần trở tối, Hạ Thiên thoạt nhìn ngủ được rất ngon, mà ba nam hai nữ lạc đường đã không chịu nổi rồi. Hội trưởng, làm sao bây giờ a? À? Chúng ta ngay cả ăn cũng bị mất, đường Yến một bộ mặt như ăn mướp đắng, ta hiện tại cảm thấy rất đói. Cũng là tên khốn kiếp kia, ta thật muốn giết hắn. Tiêu Tuấn căm giận nhìn Hạ Thiên đang ngủ rất ngon. Cho dù giết hắn rồi cũng vô dụng, đồ cũng bị hắn ăn vào trong bụng. Chẳng lẽ người còn muốn ăn thịt người sao? Mao Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói ra. Tiểu Tuệ nói không sai, bây giờ nói chuyện này đã không có ý nghĩa. Cùng hắn xung đột cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Trương Thạc gật đầu, chúng ta thử nghĩ xem kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hiện tại còn có thể làm sao? Trời đã tối rồi trừ ở chỗ này chờ chết, xem ra không có biện pháp gì. Hoàng tử Phong có chút tức giận rồi nhìn Hạ Thiên đang ngủ, hắn và Tiếu Tuấn cùng bị Hạ Thiên đánh, đối với Hạ Thiên tự nhiên là rất bất mãn, thậm chí có thể nói là thống hận, chẳng qua là hắn và Tiếu Tuấn hiện tại cũng ý thức được một chuyện, đó chính là người lúc trước bị chúng coi như dã nhân bản lãnh đánh nhau tuyệt đối là có thể so sánh cùng dã nhân, chớ nhìn bên này nhiều người nếu thật sự đánh nhau tám phần không phải là đối thủ của hắn. Ai, lại nói tiếp rất kỳ quái, ta theo dõi hắn nhìn thật lâu cảm thấy hắn càng xem càng nhìn quen mắt hình như ta đã nhìn thấy ở nơi nào hắn đường yến lúc này nhỏ giọng nói ra không thể nào mao tiểu tuệ có chút ngạc nhiên ta nói nè đường yến hắn không phải là tình nhân trong mộng của ngươi chứ ai nếu thật là như vậy ngươi này cải tiến nha nhìn bộ dáng hắn kìa còn không bằng tiếu tuấn cùng hoàng tử phong đâu ta là nói thật mà ta thật cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào rồi chỉ là không nghĩ ra Đường Yến không có phản bác Mao Tiểu Tuệ diễu cợt, bộ dáng rất chăm chú nói ra. "Không nói cái này nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp chuẩn bị ăn chút gì mới được, rừng rậm này cũng không biết có quả dại hay không." Trương Thạc mở miệng nói ra. "Cho dù có quả dại, đi nơi nào mà tìm đây?" Mao Tiểu Tuệ lắc đầu, hơn nữa, ta nghe nói nơi này có gấu hoang. "Thật có gấu?" có cái thanh âm đột nhiên nói. Mọi người ngẩn ngơ, sau đó cùng nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì lời này đúng là hắn nói đương nhiên là thật nữa nơi này có gấu bất quá cụ thể ở nơi nào ta cũng vậy không rõ ràng lắm đường yến nói a à, nếu có thật thì tốt có tay gấu có thể ăn hạ thiên lầu bầu đã lâu rồi chưa ăn tay gấu còn muốn ăn tay gấu ta thấy gấu ăn thịt ngươi mới đúng đường yến bĩu môi nàng cảm thấy người này thật bốc phét chém gió không biết ngược. nhưng hạ thiên vẫn lầu bầu kỳ quái làm sao còn chưa tìm tới vốn hạ thiên không phải muốn chờ có người tới cứu chẳng qua là hắn lạc đường nhưng bắt đầu suy nghĩ về cái vấn đề này bởi vì hắn biết rõ cái đồng hồ đeo tay ghi chép vị trí của hắn nếu cái đồng hồ đeo tay kia có vấn đề hẳn vợ tóc vàng sẽ biết mà tối hôm qua cái đồng hồ bị cơ thanh ảnh yêu nữ làm hỏng rồi thời gian dài như vậy theo lý thuyết vợ tóc vàng nên sớm phái người tìm đến hắn chẳng lẽ khu rừng này quá lớn nên không tìm được hắn hạ thiên cũng không phải lo lắng mình phải chết ở chỗ này Muốn sinh tồn ở nơi này cũng không khó. Vấn đề là hắn muốn ra ngoài sớm một chút bởi vì phiêu miểu tiên môn còn có nhiều người đang tìm thần tiên tỷ tỷ, đặc biệt là cơ thanh ảnh yêu nữ điên kia. Nàng mà tìm được thần tiên tỷ tỷ rồi không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngủ mấy giờ, tốc độ khôi phục băng hỏa linh khí vẫn có hạn như cũ, tuy nói muốn làm đánh mấy thằng bình thường không có vấn đề, nhưng muốn ngự khí phi hành thì không thể nào. A, à, Đường Yến đột nhiên hoảng sợ kêu lên dùng ngón tay chỉ về nơi gần đờ một gấu gấu đen thật thật sự có gấu mọi người nhìn theo hướng đường yến chỉ nhất thời cũng hoảng hốt mặc dù bọn chúng trước kia không thấy tận mắt gấu trên mạng cùng tv đã nhìn thấy rồi cách bọn họ mười thước không phải là gấu sao nhìn hát hùng đích dạng tử hiển nhiên là tính toán đem bọn họ làm điểm tâm rồi chạy mau trương thạc hét lớn một tiếng chuẩn bị xoay người bỏ chạy bốn người khác thấy vậy đều không hẹn mà cùng xoay người chuẩn bị thoát đi cái chỗ này. Rốt cục có tay gấu để ăn rùi, ngay lúc này họ nghe thấy một thanh âm hưng phấn. Mọi người ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu nhìn một chút, bọn chúng liền thấy, Hạ Thiên cầm trong tay một côn, hướng về phía con gấu nhào tới mà trong chớp mắt một côn đã đâm vào người con gấu. Con gấu hét thảm một tiếng, trong tiếng kêu ẩn sự tức giận. Sau đó liền đánh về phía Hạ Thiên, hiển nhiên đánh lần này không làm cho con gấu đen này mất sứ chiến đấu. Cơ thanh ảnh yêu nữ chết tiệt, lần sau nhìn thấy người phải ép cho khô. Hạ thiên lúc này lại mắng cơ thanh ảnh bởi vì hắn phát hiện bây giờ giết con gấu này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại vũ khí duy nhất chính là gốc cây một đầu bị hắn làm giống như đỉnh của một côn mà sức lực hắn cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, con gấu này da dày thịt béo không dễ để giết nó. Chỉ có thể dùng cách đánh lâu dài rồi. Hạ Thiên có chút buồn bực thầm nghĩ. Trường 1378 bị tập kích trong rừng rậm. Ngoài những lúc đánh nhau với vợ, thời gian khác Hạ Thiên dù đánh ai cũng mong tốc chiến tốc thắng, mà tất nhiên với những người thực lực mạnh mẽ thì sẽ thích tốc chiến tốc thắng. Nếu là hắn trước kia, chỉ cần tùy tiện cho một trường cũng đủ chụp chết con gấu chó, căn bản không cần vũ khí gì cả. Thực tế hắn cũng có thể dùng châm làm cho gấu bị thương, có thể làm cho gấu không thể cử động được. Nhưng vấn đề là lúc này hắn không có ngân châm, cũng không còn đủ lực, kết quả là dù có cây gậy gỗ cũng không đơn giản xử lý được con gấu. Khi rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng phương pháp mình không thích, đó là đánh lâu dài. Không có ngân châm, không có y thuật, Hạ Thiên còn có phiêu miểu bộ và chiêu thức võ công, vì vậy muốn xử lý con gấu cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu vì vậy mà tiêu hao hết sức lực thì hắn cũng thật sự cảm thấy bực bội. Lần này Hạ Thiên mất 3 phút để xử lý con gấu nhưng đối với một người trước kia chưa cần 3 giây đã có thể xử lý con gấu thì tốc độ lần này thật sự quá chậm. Khi thấy con gấu máu me đầm đìa ngã xuống đất thì năm người trương thạc lạc đường thật sự trợn mắt há mồm, đặc biệt là Tiếu Tuấn và Hoàng Tử Phong, lúc này bọn họ đều nghĩ mà sợ, bọn họ đều cảm thấy may mắn, vì nếu không phải là may mắn thì kết quả của bọn họ cũng giống như với con gấu kia. Tối nay có món tay gấu nướng. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn quét mắt nhìn năm người kia. Này, các người có dao không? Tôi có dao quân đội của Thụy Sĩ. Trương Thạc cuối cùng cũng phản ứng, hắn vội vàng rút dao đưa cho Hạ Thiên. À, thứ này cũng không tệ. Hạ Thiên tiếp nhận con dao, sau đó cắt lấy bốn chi của con gấu. Hắn đang định lên tiếng thì chợt cảm giác được thứ gì đó, vì thế mà vội vàng dùng phiêu miểu bộ để tránh sang một bên. Vụt! Một mũi tên hầu như xẹt qua vị trí vừa rồi của Hạ Thiên, mà cùng thời gian đó cũng có một mũi tên xẹt về phía hắn. Hạ Thiên lại tiếp tục lách người tránh mũi tên phóng đến, nhưng đúng lúc này lại có hai mũi tên khác lao đến. Vụt. Hạ Thiên ném cây dao ra, lần này hắn cũng không chạy trốn mà dùng hai tay chụp lấy hai mũi tên. Á. À. Một tiếng hét thảm vang lên từ trong rừng rậm, rõ ràng con dao thủy sĩ của Hạ Thiên đã đánh trúng đối thủ, mà hầu như cùng lúc này hắn đã chụp được hai mũi tên, nhưng lực lượng cũng làm hắn phải lui về phía sau vài bước cũng vì thế có thể thấy được lực lượng của Hạ Thiên lúc này thật sự không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. ầm, um, một tiếng súng chợt vang lên, Hạ Thiên giống như có thể thấy một viên đạn đang phóng về phía mình như trước. lần này đối phương xạ kích khá chuẩn, khi Hạ Thiên vẫn còn chưa hoàn toàn đứng vững thì viên đạn đã được bắn đi, vì giới hạn công lực không đủ, hơn nữa vết thương trên người vẫn chưa tốt, vì thế mà động tác của hắn cũng không được linh hoạt như xưa, dưới tình huống vội vàng chỉ có thể lăn xuống đất tránh đạn mà thôi. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên ngã xuống đất tránh đạn, hai mũi tên vừa được hắn chụp được cũng đã phóng ra. Á, à, lại là một tiếng hét thảm thiết vang lên, có âm thanh một người ngã xuống đất, rõ ràng lại có người bị Hạ Thiên bắn trúng. Hạ Thiên lúc này cũng lăn xuống đất, hắn lăn lộn vài vòng, sau đó lại nhảy dựng lên nhìn về phía cách đó không xa. Này, tên ngốc cuối cùng kia, cút ra đây cho ta. Lúc này 5 người trương thạc đang trốn sau cây đại thụ cũng sợ choáng váng. Biến hóa quá nhanh, đến mức năm người Trương Thạc thật sự không biết có chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ trốn theo bản năng. Đến lúc này bọn họ mới hiểu, tên khốn mà trước đó bọn họ coi là dã nhân, thật sự còn lợi hại hơn dã nhân rất nhiều. Tiếng súng và tiếng kêu thảm vang lên càng làm cho đám năm người cảm thấy sợ hãi, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tử vong đến gần mình như vậy. Không hổ danh là Ám Hoàng Hạ Thiên, hầu như dưới tình huống mất đi lực lượng vẫn có thể xử lý hai đồng bạn của ta một âm thanh khàn khàn vang lên, sau đó từ một thân cây đại thụ có một người đàn ông lùn đi ra, trên tay người này còn cầm theo một mũi tên, đó chính là một trong hai mũi tên vừa rồi được Hạ Thiên ném ra. Rõ ràng Hạ Thiên ném ra hai mũi tên chỉ có thể giết được một kẻ địch, một mũi tên còn lại bị tên kia kịp chụp lấy. Chú là thằng ngu nào? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên đàn ông lùn. Ai phái chú đến, là CIA, hay liên minh sát thủ? Hạ Thiên, đám người trên đời này muốn giết mày không phải 10 ngàn thì cũng là 8 ngàn, mày đừng quan tâm là ai phái tao đến đây, mày chỉ cần biết rằng bắt đầu từ ngày mai tao sẽ hoàn toàn trở thành đệ nhất sát thủ. Tên đàn ông lùn vẫn dùng giọng khàn khàn nói, trong rừng rậm này giọng điệu của hắn thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh người, lúc này năm người trương thạc đã thật sự cảm thấy tay chân mền nhún cả ra. Ôi, những kẻ muốn anh đây chết, tất cả đã chết gần hết rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh chỉ kỳ quái, chú sao có thể tìm được đến đây để xử lý anh? Điều này phải cảm tạ đám hồng nhan tri kỳ của mày." Tên đàn ông lùn nói với giọng điệu có chút đắc ý. "Bọn họ phái quá nhiều người đến tìm mày, tất nhiên sẽ là quá rảnh rang, người nhiều thì muốn che giấu tin tức cũng khó, hơn nữa người muốn giết mày cũng khá nhiều, vì vậy mà bọn họ không tìm ra, nhưng tao là người tìm ra đầu tiên." "À, thì ra là như vậy, vậy chú có thể đi chết được rồi." Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Xẹt, một luồng kiếm quang từ trong rừng rậm âm u chợt bừng lên sáng ngời, tên đàn ông lùn chợt một phân thành hai, coi như bị chém thành hai khúc. Á! À. Đường Yến cuối cùng cũng hô lên kinh hoàng, tình cảnh này thật sự quá kinh khủng đối với nàng. Thiếu gia, một đạo cô cực kỳ xinh đẹp chợt từ trên không đáp xuống, nàng xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, giọng điệu rất hay, rõ ràng, trong trẻo. Cậu không sao chứ? Sương Nha đầu Gặp lại chị thì tôi đã không còn việc gì. Trên mặt Hạ Thiên lộ ra nụ cười sáng lạn, khi thấy nha hoàn xinh đẹp này thì trong lòng hắn thật sự vui sướng, cuối cùng cũng không nên tiếp tục ở lại chỗ này. "Thiếu gia, công lực của cậu thế nào?" Cố Hàm Sương nhanh chóng phát hiện tình hình không đúng của Hạ Thiên. Bị một yêu nữ ép khô, nhưng cũng không có việc gì, vẫn có thể khôi phục lại được. Hạ Thiên cũng không phải rất để ý. "Sương Nha Đầu, chỉ có biết đi ra ngoài thế nào không?" chị mau dẫn tôi ra ngoài. Vâng, thiếu ra. Cố hàm xương cũng không nói thêm điều gì, nàng dùng một tay ôm lấy hạ thiên, sau đó bay lên không chung, nhanh chóng bỏ đi. Thật, thật sự có thể bay sao? Đường Yến trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh vừa xảy ra, sau đó nàng chợt nghĩ đến một vấn đề gì đó, nàng lớn tiếng nói. Này, còn chúng tôi thì sao? Đáng tiếc là dù đường Yến có kêu lên như thế nào thì cũng không có hiệu quả, vì Hạ Thiên vập cố hàm xương đã sớm đi xa. Chúng ta không phải nằm mơ đấy chứ. Một lúc lâu sau Mao Tiểu Tuệ mới dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Xác chết vẫn còn ở đây, sao lại là nằm mơ? Đường Yến khôi phục lại rất nhanh, nàng nhìn có vẻ nhát gan nhưng thực chất lại khá gan dạ. Ba tên đàn ông lúc này đang sợ tái mặt nhưng nàng lại dám đưa mắt nhìn xác chết cách đó không xa. Nhưng khi nhìn thi thể kia thì nàng lại cảm thấy buồn nôn, vì vậy mà khom lưng nôn mửa một lúc cuối cùng nàng ngẩng đầu. Em cuối cùng em cũng nhớ anh ta là ai, anh ấy, anh ấy chính là Hạ Thiên có xì căng đan với triệu vũ cơ, trước kia còn đánh ngôi sao Hong Kong ở quảng trường thục đô, hèn gì mới thấy anh ta quen mặt như vậy. Sao, là hắn à? Mao tiểu tuệ cũng thét lên kinh hãi. con bà nó, đúng là hắn, tôi cũng có ấn tượng. Hoàng tử phong chợt kêu lên. Dù là ai thì chúng ta bây giờ nên làm thế nào? trương thạc dùng giọng mất hết sức lực nói hạ thiên kia sẽ cho người đến cứu chúng ta không đường yến dùng giọng không xác định nói khó thể nói rõ tôi cảm thấy chúng ta nên đi tìm chút lương thực cái đã mao tiểu tuệ nói con bà nó tên khốn kia mang bốn cái chân gấu đi rồi tiêu tuấn chợt tức giận mắng một câu nửa giờ sau trong khách sạn hoa đô của thành phố thục đô trên giường lớn phòng tổng thống hạ thiên đang mặc áo tắm nằm trên giường vẻ mặt có chút mệt mỏi. Sau khi từ rừng rậm đi ra, Hạ Thiên vốn rất vui nhưng khi liên lạc với Kiều Tiểu Kiều thì biết được một sự kiện, thần tiên tỷ tỷ đã xuống núi. Đối với Hạ Thiên thì đây là một tin tức không đáng nghe, vì hắn không hy vọng thần tiên tỷ tỷ biết có người của phiêu miểu tiên môn đến đây, nhưng Kiều Tiểu Kiều đã nói, thần tiên tỷ tỷ cũng từng liên lạc với dạ ngọc nghị, đã biết được vài chuyện về phiêu miểu tiên môn, nói cách khác thì bây giờ tất cả mọi sự kiện đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đến bây giờ Hạ Thiên gặp bốn tên đệ tử phiêu miểu tiên môn, hai tên chết trong tay hắn, hai người còn lại thì hắn không đánh lại. Thực tế thì với hai người còn lại này, dù là thần tiên tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngoài đám người này thì còn có tám tên đệ tử của phiêu miểu tiên môn khác, với suy tính của Hạ Thiên, trong tám người kia ít nhất cũng có hai ba người có tu vi tương xứng với Hàn Minh Phi và cơ thanh ảnh, nếu để cho đám người này thấy được thần tiên tỷ tỷ thì thật sự quá phiền phức. Không được, mình cần phải để cho thần tiên tỷ tỷ quay về Thanh Phong Sơn, vì chị ấy ở Thanh Phong Sơn mới càng thêm an toàn. Hạ thiên thì thào nói, sau đó hắn chợt cảm giác được điều gì đó, đành định bước xuống giường thì trong phòng có thêm ba người. Đây là ba người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, trong đó có một người mặc áo bào trắng là tiên tử tuyệt sắc, chính là thần tiên tỷ tỷ của hắn, là Nguyệt Thanh Nhã. Khi thấy Hạ Thiên thì trên mặt Nguyệt Thanh Nhã lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng khẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy cổ tay của Hạ Thiên. Vài giây sau nàng khẽ thở dài nói. Tiểu sắc lang, cậu ức hiếp con gái nhà ai, sao lại biến mình thành như vậy? chương 1379, rõ ràng là cậu chiếm tiện nghi. Thần tiên tỉ tỉ, yêu nữ cơ thanh ảnh kia ức hiếp tôi mới đúng. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, lần này hắn thật sự bị yêu nữ điên cuồng kia ức hiếp, nhưng cũng không có vấn đề, một ngày nào đó hắn sẽ ức hiếp ngược lại. Tiểu bại hoại, Cậu làm chuyện xấu sau lưng tôi đúng không? Sao trong người cậu còn ít băng hỏa linh khí như vậy? Liễu Mộng cũng bất mãn nói một câu, nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Hạ Thiên, lúc này băng hỏa linh khí trong cơ thể nàng cũng tuôn vào người hắn. Rất nhiều băng hỏa linh khí tuôn vào trong cơ thể Hạ Thiên, chui vào trong băng hỏa linh đan, cuối cùng lại sinh ra nhiều băng hỏa linh khí hơn từ dòng băng hỏa linh đan phóng ra, một phần ở lại trong cơ thể Hạ Thiên, một phần khác chuyển sang Liễu Mộng rõ ràng bây giờ đối với hạ thiên thì liễu mộng chính là đan dược tốt nhất vì vậy mà chỉ sau nháy mắt hắn đã thấy băng hỏa linh khí trong cơ thể mình khôi phục lại rất nhiều điều này cũng làm cho tâm tình của hắn khá hẳn lên vì điều này có nghĩa là công lực của hắn đang dần khôi phục lại hơn nữa thời gian cũng không cần quá lâu ít nhất cũng nhanh hơn những gì hắn dự đoán trước đó cuối cùng có chuyện gì phát sinh tống ngọc mị dùng ánh mắt ân cần nhìn hạ thiên khi thấy hạ thiên còn an toàn nàng cũng yên tâm rất nhiều trước mặt các bà vợ hạ thiên cũng không che giấu hắn dùng giọng buồn bực nói ra tình huống bị cơ thanh ảnh cướp sạch như thế nào này tiểu bại hoại rõ ràng là cậu chiếm tiện nghi của người ta sao cậu lại mất hứng như vậy sau khi nghe xong thì liễu mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hạ thiên cơ thanh ảnh kia là yêu nữ đã cướp sạch tất cả đồ đạc của tôi hạ thiên căm giận nói lúc đấy tôi thật sự không còn gì để mặc cậu hạ xuân dược với người ta làm cho người ta thất thân người ta cướp sạch mọi thứ của cậu cũng là bình thường tống ngọc mỹ cũng cười nhẹ nhàng đứng ở góc độ phụ nữ các nàng đều cảm thấy lần này hạ thiên chiếm được tiện nghi lớn tiểu sắc lang công lực của cậu có thể khôi phục sao nguyệt thanh nhã dùng giọng dịu dàng nói tất nhiên là có thể có chị mộng trợ giúp thì tôi sẽ khôi phục thêm nhanh hơn hạ thiên cảm thấy băng hỏa linh khí trong người ngày càng nhiều vì vậy mà càng có thêm lòng tin Vậy thì được rồi, chuyện này cậu vào cơ thanh ảnh đều là kẻ bị hại, cô ấy đã không muốn giết cậu, cậu cũng đừng hận người ta. Nhưng có chuyện tôi cần nói cho cậu biết, đó là cô ấy đã dùng bí pháp tiên môn thiết lập dấu ấn tinh thần trên người cậu, có thể nói bây giờ cô ấy tìm cậu khá dễ, với công lực của cậu vào lúc này, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể cảm ứng được vị trí của cậu." Nguyệt Thanh nhã khẽ cười nói, "Bây giờ công lực của tôi còn chưa bằng cô ấy, vì vậy mà cũng không thể nào giải trừ dấu ấn kia được." nhưng nếu trước khi đi hôm nay cô ấy đã không giết cậu, sau này khả năng giết cậu là không lớn, vì vậy cô ấy cũng không phải là uy hiếp lớn của cậu. Thần tiên tỷ tỷ, tôi cảm thấy cô ấy muốn gây bất lợi cho chị. Hạ thiên chăm chú nói, bây giờ chị nên quay về thanh phong sơn, không thể đi cùng tôi, nếu không thì yêu nữ cơ thanh ảnh kia có thể tìm được chị bất cứ lúc nào. Tiểu sắc lang, tôi đã trò chuyện với tiểu mị, tuy cô ấy không nói với tôi nhiều điều, nhưng tôi biết cô ấy cũng giống như cậu, đều lo lắng cho sự an toàn của tôi. Thật ra mọi người đều quá lo lắng, tôi không ngờ 20 năm qua sư môn vẫn liên tục tìm kiếm tung tích của mình, nhưng tôi tin, lần này trong đám người có vài kẻ muốn gây bất lợi với tôi, mà phần lớn trong số này thật sự không dám kháng lệnh sư môn. Nguyệt Thanh nhã nở nụ cười dịu dàng. "Vì vậy cậu cũng đừng lo lắng, tôi cũng không có việc gì." "Thần Tiên tỷ tỷ, chị lần này phải thật sự nghe lời tôi." tối nay nên quay về Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên chăm chú nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Hoàng tĩnh gì kia vì ghen ghét mà muốn giết chị, đây là điều mà tôi có thể xác định, còn có yêu nữ cơ thanh ảnh, người này cũng không có ý tốt với chị, tôi nghe cô ta nói cũng muốn giết chị, tôi cảm thấy bọn họ đều ghen ghét chị cả. Vì vậy, thần tiên tỷ tỷ, chị quay về Thanh Phong Sơn là an toàn nhất, dù sao Thanh Phong Sơn cũng có trận pháp bảo vệ chị, bọn họ không dễ dàng đi vào. Tiểu sắc lang, Chị biết cậu quan tâm, nhưng cậu phải biết chị cũng quan tâm đến cậu, chị về núi thì cậu làm thế nào?" Nguyệt Thanh nhã khẽ lắc đầu. "Chị biết gió cậu không muốn cùng lên núi, hơn nữa Tiểu Mỹ cũng không muốn, bây giờ Tiểu Mỹ cũng không phải an toàn, vì vậy chị phải cùng các cậu xử lý chuyện này, mọi người đồng tâm hiệp lực, như vậy có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này." "Thần Tiên tỷ tỷ, chị quay về Thanh Phong Sơn, tôi sẽ an toàn hơn." Hạ Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thành khẩn. Bọn họ khi chưa tìm được chị sẽ không dễ dàng hạ sát tôi, như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian chu toàn mọi việc, nếu bọn họ bây giờ đến tìm chị, chỉ sợ sẽ trực tiếp đưa chị đi, không tốt còn có thể xử lý tôi. Nguyệt Thanh nhã khẽ trầm ngâm, nàng thật ra cũng dần hiểu ra vấn đề, Hạ Thiên nói như vậy cũng đúng. Nhưng vấn đề là nàng thật sự không yên lòng để cho một mình hắn như vậy, đặc biệt là bây giờ hắn thật sự mất đi công lực, nếu cứ để hắn một mình lưu lạc bên ngoài thì nàng thật sự không yên tâm được thần tiên tỷ tỷ, chị thật sự nên quay về Thanh Phong Sơn, à, đúng rồi, chị có thể đưa Sương nha đầu và vợ Mị Mị cùng quay về núi, mà sau khi đến thành phố Giang Hải thì chị cũng đưa cả chị Hinh và tiểu yêu tinh lên núi. Bây giờ mọi người đều có tu vi kim đan kỳ, chỉ có thể dạy cho bọn họ một chút kiếm kỹ tiên pháp, chờ thêm một khoảng thời gian nữa chúng ta có thể xử lý tất cả những người đến từ phiêu miểu tiên môn. Hạ thiên vội vàng thúc giục Nguyệt Thanh Nhã, sau khi hắn biết cơ thanh ảnh có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào thì càng thêm lo lắng nếu lỡ may nữ yêu tinh kia đứng ở gần đây theo dõi hắn thì thật sự không xong nguyệt thanh nhã trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói được rồi lần này tôi nghe lời cậu nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi nhanh chóng tụ tập cùng tiểu mị cậu và cô ấy cùng ở bên nhau tôi sẽ an tâm hơn được hạ thiên đồng ý chỉ cần thần tiên tỉ tỉ tình nguyện quay về thanh phong sơn hắn có thể đồng ý bất cứ điều gì Đúng rồi, tiểu sắc lang, cậu nói cơ thanh ảnh thích uống rượu mạnh, còn không sợ độc dược, còn nói là từ nhỏ ăn độc dược lớn lên sao. Nguyệt Thanh nhã nhíu mày hỏi. Đúng vậy, yêu nữ chết tiệt kia thật sự nói như vậy, cô ấy cũng thật sự không sợ độc dược, nếu không tôi sẽ không hạ xuân dược. Hạ thiên khẽ gật đầu. Hạ thiên dừng lại một chút rồi không nhịn được phải hỏi. Thần tiên tỉ tỉ, chẳng lẽ chị biết yêu nữ kia? Tôi không biết cô ấy, Nguyệt Thanh nhã khẽ lắc đầu. Nhưng có lẽ tôi biết lai lịch của cô ấy. 2 giờ sáng, Hạ Thiên cúp điện thoại và thở ra, Thần Tiên tỷ tỷ cuối cùng cũng về đến Thanh Phong Sơn, cùng quay về có nàng còn có Tống Ngọc Mị, Cố Hàm Sương, cùng với Tôn Hinh Hinh và Tiểu Yêu Tinh mới được Hạ Thiên cho tiến lên Kim Đan kỳ. Dù quyết định này có vẻ đột ngột với Tiểu Yêu Tinh và Tôn Hinh Hinh, nhưng các nàng cũng tiếp nhận sắp xếp của Hạ Thiên, mà các nàng cũng hiểu, thời điểm này rất đặc biệt, còn công ty của Tôn hình, hình và chuyện máy tính của tiểu yêu tinh chỉ có thể đặt sang một bên. Cơ thanh ảnh một mực không xuất hiện, thật ra điều này cũng làm cho Hạ Thiên cảm thấy nhẹ nhàng. Bây giờ hắn thật sự cố kỵ cơ thanh ảnh, vì lần trước giao chiến hắn đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không chiếm được thượng phong. Dù khi nàng ta phát tác xuân dược khó thể khống chế thì hắn vẫn không có quyền quyết định thắng lợi, nếu bây giờ hắn đụng mặt cơ thanh ảnh, hắn chắc chắn sẽ không có được bất kỳ tiện nghi nào. Nhưng lúc này tạm thời không còn lo lắng cho thần tiên tỷ tỷ, Hạ Thiên cũng an tâm hơn rất nhiều, bây giờ điều hắn cần làm chính là khôi phục lại công lực, đối với hắn thì phương pháp khôi phục công lực là song tu cùng liễu mộng. Thực tế bọn họ bây giờ đang song tu với tư thế rất thân mật. Tiểu bại hoại, chị muốn lên trên. Liễu mộng lại đè Hạ Thiên xuống dưới, bây giờ nàng mạnh hơn hắn, vì vậy mà kết quả là hắn tiếp tục mắng cơ thanh ảnh, đều là do yêu nữ kia gây chuyện, bây giờ làm hắn bị vỡ ức hiếp. Điều đáng mừng duy nhất chính là tối nay khác tối qua, Hôm qua Hạ Thiên không thể động đậy gì, nhưng đêm nay hắn có thể hoạt động. Tối qua hắn chỉ có thể nhìn bánh bao của Cơ Thanh Ảnh mà phát thèm, tối nay hắn có thể ăn bánh bao lớn của Liễu Mộng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người xong tu khá nhanh, mới đó mà đã là sáng sớm. Liễu Mộng leo lên người Hạ Thiên cả buổi tối cũng dã rời, nàng áp sát lên người hắn rồi ngủ say. Lúc này tinh thần của hắn cũng rất sáng láng, trong lòng càng hưng phấn chỉ xong tu một đêm mà công của hắn đã khôi phục lại được hai phần, nếu cứ với tốc độ như vậy, chỉ cần vài ngày hắn có thể khôi phục công lực như xưa. Bây giờ đã đến lúc mình lên trên chưa? Hạ thiên thì thào nói, hắn xoay người đặt liễu mộng xuống dưới, sau đó há miệng cắn bánh bao lớn. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Có lẽ là vợ tóc vàng đến. Hạ thiên tạm thời bỏ qua kế hoạch ăn bánh bao lớn, hắn nhảy xuống giường, mặc áo ngủ, đi ra mở cửa. Sau khi bị cơ thanh ảnh cướp sạch thì Hạ Thiên thiếu rất nhiều thứ, ví dụ như điện thoại, thẻ ngân hàng, còn có chứng minh nhân dân. Tối qua Mộc Hàm đã nói sẽ đích thân đưa những thứ kia đến bổ sung, sáng sớm sẽ tới. Vì vậy Hạ Thiên vừa nghe tiếng đập cửa thì biết Mộc Hàm xuất hiện, tuy thủ đô và thuộc đô cách xa nhau nhưng với địa vị của Mộc Hàm vào lúc này, muốn bay đến chỉ mất 2-3 giờ mà thôi. Hạ Thiên nhanh chóng đi ra mở cửa, hắn chợt buồn bực ngoài cửa nào phải là vợ tóc vàng, rõ ràng là một ông lão tóc trắng. Mình coi như chưa thấy gì. Hạ thiên lầm bầm một tiếng, sau đó hắn trực tiếp đóng cửa, sáng sớm hắn không muốn gặp ông lão, vì vậy lên giường gặm bánh bao thì hơn. chương 1380, thật già rồi a à. Tiểu tử thúi, mau mở cửa ra. Ông lão nhất thời bị chọc tức, giơ tay lên dùng sức đập cửa. Tiểu tử này thật vô lương tâm, nhìn thấy sư phụ lại làm như không nhìn thấy. Hạ Thiên không có cách nào, rốt cục vẫn phải lần nữa mở cửa ra, nếu không mở cửa ra, Liễu Mộng sẽ bị đánh thức. Đại sư phụ, người sáng sớm tìm con có việc gì không? Cháu của người sẽ không bị tạt axit nữa chứ? Hạ Thiên hỏi, có người nói chuyện như người sao? Người là đang nguyền rủa cháu gái ta hả? Người đứng trước cửa chính là Trương Minh Đà, hắn bất mãn trợn mắt nhìn Hạ Thiên một cái. Sau đó đi đến, ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Ta nghe nói tiểu tử ngươi ở chỗ này, cảm thấy có chút kỳ quái, tới đây xem một chút. Ai nói cho người biết ta ở chỗ này? Hạ Thiên rất kỳ quái. Nói cho ta biết, ta đi đánh hắn. Tiểu tử ngươi sao đột nhiên tới nơi? Trương Minh đã có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Ai, tiểu tử ngươi phải không là tới nơi này tán gái chứ? Bên trong khẳng định có mỹ nữ nằm trên giường. Đúng vậy, đại sư phụ người muốn gặp nàng sao? Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện một tia tươi cười quái dị trên mặt. Tiểu tử ngươi cười thật gian xảo. Trương Minh đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Ở bên trong là ai? Ngươi đừng nói cho ta là tiểu ma nữ Liễu Mộng kia nha. Mộng Mộng, đại sư phụ gọi ngươi đó." Hạ Thiên la một câu. "Không được rồi." Trương Minh đà nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng hạ giọng. "Tiểu tử ngươi đừng gọi nữa, đại sư phụ ta thuận tiện tới đây xem một chút." lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Không nghi ngờ chút nào, người mà Trương Minh đã sợ nhất không phải Hạ Thiên, mà là Liễu Mộng. Hạ Thiên tiểu tử này mặc dù ở trước mặt hắn không lớn không nhỏ, nhưng tối đa cũng chỉ biết đối với hắn nói chuyện không khách khí. Nhưng Liễu Mộng nha đầu này, không nói chuyện đã động thủ, chuẩn bị không tốt hắn cũng sẽ bị tiểu ma nữ kia cho một cước đạp bay rồi. Hắn già rồi chịu không nổi mấy đá của tiểu ma nữ kia. Đại sư phụ, người tìm đến ta thật không có chuyện gì sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn tưởng sư phụ có việc kêu hắn làm chứ. Không có chuyện gì cả, ta mở một hiệu thuốc gần đây, bình thời xem bệnh cho người ta. Thời gian gần đây làm ăn cũng tốt, khách sạn này cũng có người là bệnh nhân của ta, hắn cũng biết ngươi nên thông báo với ta ngươi ở đây, ta liền sang thăm ngươi. Trương Minh đã giải thích một chút, giọng cũng hơi cảm khái. Ai, cũng không biết vì sao, Đột nhiên ta nghĩ ta còn thích cuộc sống đơn giản thư thái ở Thanh Phong Sơn. Đại sư phụ, nếu người thích nơi đó cũng có thể trở về mà. Dù sao cũng có trận pháp, ta với thần tiên tỷ tỷ cũng không ở lại Thanh Phong Sơn nữa rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói ra. Trương Minh đã trầm mặc vài giây, sau đó lắc đầu. Thôi quên đi, hiện tại sát thần cùng ám hoàng đều có cuộc sống gia đình bình thường. Ta một mình trở lại Thanh Phong Sơn không có ý nghĩa. Đúng rồi, nói đến sát thần hắn còn mắng ngươi nói ngươi hại nữ nhi bảo bối của hắn đại sư phụ thì ra là người là hâm mộ họ vậy ngươi cũng đi tìm một vài mỹ nữ đi hạ thiên cười hì hì nói tiểu tử ngươi thì biết cái gì mỹ nữ thì cuối cùng cũng thành bà già trương minh đà tức giận nói đại sư phụ rõ ràng là người không hiểu lão bà của ta vĩnh viễn sẽ không già hạ thiên lười biếng nói sau đó ngáp một cái con nói đại sư phụ nè nếu không có chuyện gì con về ngủ với mộng mộng đây. Người có thể tiếp tục ngồi đây, con không ngại. Được, tiểu tử ngươi không phải là muốn đuổi ta đi sao? Trương Minh đã trợn mắt nhìn Hạ Thiên một cái. Tốt lắm, ta cũng nên về thôi có nhiều bệnh nhân đang chờ. Đi 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 đi, kiếm tiền nhiều chút, tìm vợ xinh đẹp rồi sinh cho ta một tiểu sư muội xinh đẹo rồi gả cho ta. Hạ Thiên lười biếng nói. Tiểu tử, Ta bây giờ xem bệnh không phải là vì kiếm tiền chỉ để giết thời gian thôi." Trương Minh đà tức giận nói. "Ta không thiếu tiền, nhưng người thiếu một người vợ tốt một nữ nhi xinh đẹp." Hạ Thiên nghiêm trang nói. "Tiểu tử ngươi đừng có nằm mơ, ta mà có con gái cũng không để ngươi gây tai họa." Trương Minh đà trợn mắt nhìn Hạ Thiên một cái, đứng dậy. "Được rồi, ta đi trước đây." Trương Minh đà xoay người ra cửa, rất nhanh biến mất. Hạ Thiên thì cảm khái một câu. Quỷ y xem bệnh không phải vì kiếm tiền, vậy không phỉa quỷ y rồi. Đại sư phụ thật già rồi a. À. Ngồi mười mấy giây, Hạ Thiên liền đứng dậy chuẩn bị đi đóng cửa. Nhưng mà khi đi đến cửa, cửa lại mở hẳn ra. Chồng. một âm thanh kiều mị vang lên, một người vô cùng xinh đẹp khêu gợi đem thân thể đầy đặn nhào vào ngực hắn. Mộc hàm, rốt cuộc đã tới. 12 giờ trưa, đoàn xe tinh thành đi về thục đô bắt đầu khởi động mà ở trong xe có một người mặc nam nhân trẻ tuổi mặc trường phong cùng một nữ tử xinh đẹo áo trắng. Trong xe có bốn chỗ mà ba chỗ trống không, hai người này cùng nằm trên một cái giường tư thế rất thân mật. Hai người này dĩ nhiên là là Hạ Thiên cùng Liễu Mộng. Đối với Hạ Thiên, lần này đến thục đô chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Hắn sẽ không ở lại thục đô quá lâu, mà là quan trọng hơn là vợ của hắn phần lớn đều ở Giang Hải, bây giờ không được gần các nàng quá mà cũng không thể cách xa quá, bởi vì chuẩn bị không tốt hắn sẽ mang đến nguy hiểm cho các nàng. Lúc trước Hạ Thiên đáp ứng với Nguyệt Thanh nhã là đi nhạc nam tập hợp cùng Dạ Ngọc Nghị. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng không có tính toán lập tức đi ngay, bởi vì công lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục như lúc trước, đừng nói không thể nào là đối thủ của Hàn Minh Phi, so sánh cùng Dạ Ngọc Nghị cũng là một trời một vực. Nếu công lực của hắn lúc mạnh nhất sẽ không chịu thiệt thòi lớn với Dạ Ngọc Nghị nhưng hiện tại nếu hắn xuất hiện trước mặt dạ ngọc mị không biết à có khi dễ mình hay không. Hiển nhiên, Hạ Thiên không muốn nếm tư vị bị khi dễ lần nữa, cho nên, hắn quyết định khi công lực chưa hoàn toàn khôi phục như lúc trước hắn sẽ không đi gặp dạ ngọc mị. Nhưng mà, không đi nhạc nam, cũng không đi giang hải, rốt cuộc phải đi đâu. Hạ Thiên lúc trước cũng chưa nghĩ ra nhưng Mộc Hàm nói một câu làm hắn quyết định. Mấy giờ trước, Mộc Hàm nói cho Hạ Thiên, từ thuộc đô không có tàu tốc hành đến Nhạc Nam, hắn chỉ có thể tới tinh thành trước, sau đó từ tinh thành đi nhạc nam. Điều này làm cho Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, thật ra thì tinh thành cũng là một nơi đặt chân không tệ. Bởi vì tinh thành cách nhạc nam cùng Giang Hải không xa lắm, cho dù là lấy tốc độ bây giờ của hắn, bất kể đi đâu, cũng chỉ mất một canh giờ là tới. Mà hắn không quen biết ai ở tinh cũng chẳng người nào biết hắn, hắn TCO thể yên tam ở lại đây chờ công lực hồi phục. Về phần đối phó phiêu miểu tiên môn còn dư lại 10 người kia, chờ hắn khôi phục hẳn rồi hãy nói chẳng qua là không biết những người phiêu miểu tiên môn có chờ hắn hay không hắn hiện tại chỉ hy vọng những người đó không nhanh chóng tìm được hắn quan trọng nhất là cơ thanh ảnh yêu nữ kia đừng đến tiểu bại hoại sao ngươi mặc đồ dày vậy làm gì hiện tại cũng mùa hè rồi mà liễu mộng bây giờ mới tỉnh lại lúc trước là hạ thiên ôm nàng lên xe khi nàng đang ngủ chẳng qua là liễu mộng vừa tỉnh lại bắt đầu cảm thấy bộ quần áo này của Hạ Thiên có chút quái đản, hoàn toàn không phù hợp với thời tiết. Tiểu bại hoại, ta cảm thấy người thật không bình thường nha. Mùa đông thì mặc quần áo mùa hè, mùa hè lại mặc đồ mùa đông. a, à, sao người có nhiều quần áo vậy, một cái, hai cái. Gì, chẳng lẽ ngươi là cửu đại trưởng lão của cái bang sao? Liễu mộng sờ sờ trên người Hạ Thiên, Hạ Thiên nhất thời bất mãn, bắt đầu sờ lại trên người nàng, nếu không thì thật là tiếc. Khi hắn mặc bộ đồ này quả thật có chút không phù hợp, nhưng đây là đồ mà Mộc Hàm đặc biệt làm cho hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thiên thích đem giấy chứng nhận, điện thoại di động, ngân châm, độc dược, mê dược, xuân dược các loại cho hết vào túi, về phần y phục dày hay mỏng cũng không thành vấn đề. Mộc Hàm ngoài việc đưa cho hắn bộ quần áo này còn đưa cho hắn không ít ngân châm. Dĩ nhiên là không có độc châm bởi vậy Hạ Thiên còn phải tự mình đi chuẩn bị. Điện thoại di động Giấy chứng nhận cùng thẻ tín dụng tất cả cũng đưa tới cho hắn, điện thoại di động thì vẫn số cũ, thậm chí ngay cả chuông điện thoại di động cũng không đổi. Trước kia iPhone 4S, hiện tại thành 4GS, Mộc Hàm còn đưa cho Hạ Thiên 10 vạn tiền mặt, mấy bao tiền hiện tại đang bị Hạ Thiên làm gối gối đầu. Sau khi bị cướp sạch Hạ Thiên lại trở thành phú hào. Chẳng qua là đối với hắn mà nói là một số thứ quan trọng Mộc Hàm cũng không cách nào giúp hắn. Như là chân khí biến mất, còn có mấy thứ độc dược nữa hạ thiên dĩ nhiên là liên lạc với diệp mộng oánh kêu nàng giúp hắn chuẩn bị dược liệu chờ thêm chút thời gian cho công lực của hắn khôi phục những thuốc cũng cần luyện chế lại một lần nữa tiểu bại hoại không cho sờ nữa bụng ta thật đói chúng ta trước đi ăn cơm đi liễu mộng rất nhanh mất đi hứng thú với y phục của hạ thiên cũng không để cho hạ thiên sờ loạn nữa lần này nàng trực tiếp bắt lấy tay hạ thiên sau đó ngồi dậy kéo hắn bước đi cho nên hạ thiên không có cách nào phản kháng lại bắt đầu mắng yêu nữ kia Đáng tiếc mắng vậy cũng không có tác dụng, Hạ Thiên vẫn bị liếu mộng kéo đến toa ăn, mặc dù bây giờ là buổi trưa, nhưng tại toa ăn người ăn cơm thật đúng là không nhiều lắm. Nguyên nhân cũng đơn giản, rất nhiều người lên xe lúc trước đã ăn cơm trưa rồi. Chương 1381, khoe khoang trên xe lửa. Người nào cũng biết thức ăn trên xe lửa không quá ngon, giá cả lại mắc thái quá, vì vậy mà tuyệt đại bộ phận mọi người đều không muốn đến toa ăn, thứ này không liên quan đến vấn đề không có tiền. Vì thế mà nếu không thật sự đói bụng, lại không có những thứ khác lót dạ, bọn họ chỉ sợ sẽ không tình nguyện đến tòa ăn. Hạ Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề, Liễu Mộng cũng không có yêu cầu quá cao, nhưng vì công lực nhanh chóng khôi phục, bọn họ đều cố gắng bảo trì sự tiếp xúc cơ thể. Khi hai người không xong tu thì cũng tay trong tay, như vậy Liễu Mộng với băng hỏa linh thể và băng hỏa linh đan trong cơ thể Hạ Thiên có tác dụng qua lại, công lực của hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. Nhưng hai người cũng chỉ có bốn tay, trong khi hai tay giữ chặt lấy nhau thì hai tay còn lại muốn làm việc cũng không thuận tiện vì vậy mà lúc này hạ thiên và liễu mộng ngồi sát bên nhau tay trái hắn nắm lấy tay phải của nàng vì vậy mà nàng cũng chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm tiểu bại hoại chị không biết dùng tay trái ăn cơm cậu đút cho chị đi liễu mộng cầm đúa gấp vài lần mà không tiện vì vậy mà bắt đầu mất vui lên tiếng nói với hạ thiên hạ thiên cũng không có ý kiến gì gắp cơm cho vợ là chuyện hắn rất thích làm vì vậy mà hắn ăn một miếng sẽ gấp cho Liễu Mộng một miếng, không ngược đãi mình và làm vợ bị đói lòng, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nhưng trong mắt mọi người thì hành động của Hạ Thiên và Liễu Mộng thật sự quá xến, đến mức làm người ta nổi da gà, vì vậy mà bọn họ ăn anh một miếng em một miếng được nửa giờ thì có kẻ không thuận mắt, tên kia khẽ nói với tên bên cạnh. Con bà nó, không phải chỉ có con gẻ xinh đẹp sao? Cần gì phải khoe khoang như vậy? Mẹ nó chứ, gái tuy đẹp nhưng tao cũng chưa phải chẳng từng thấy vài ngày trước tao gặp một em trong hộp đêm, chỉ mất vài ngàn đã lên giường, khá rẻ. Mày đừng khoác lác, dù gái trong quán ba có đẹp cũng không có cấp bậc như thế này. Tên đồng bạn khẽ hạ giọng nói. Nhưng tên kia quá khoe khoang, con bà nó chỉ là ăn một bữa cơm mà xến chảy nước như vậy, như vậy không bằng lên giường mà xến. Đây là hai tên đàn ông trẻ tuổi, chỉ hơn 20, đều đeo giày tây, bộ dạng không tệ. Tên đầu tiên mở miệng có đeo kính, nhìn qua khá nhã nhặn nhưng lời nói khoe khoang vừa rồi của hắn thật sự không có cảm giác nhã nhận gì nữa. Đúng là không có biện pháp, vất vả lắm mới có một anh chàng nhà giàu, sao không xến chút cho sướng. Tên đeo kính dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên. Nhưng loại người này cũng đếch ra gì, muốn khoe hàng thì ra trốn đông người, cần gì phải lên xe lửa mà khoe khoang. Cái gì là anh chàng nhà giàu, giàu có mà ngồi xe lửa sao? Tao thấy nó phải là giàu xó mới đúng. Tên đồng bạn không cho là đúng. Nếu nó mà là nhà giàu, bố đây cũng bao giàu. Hai tên kia nhỏ to nghị luận nhưng không biết Hạ Thiên và Liễu Mộng thật sự có thể nghe thấy. Tất nhiên lúc này hai người còn không biết hai tên khốn kia nói về mình. Vì vậy mà bọn họ vẫn anh một miếng em một miếng rất vui vẻ. À, bây giờ chú ít nhất mỗi năm cũng có vài trăm ngàn, cũng miễn cưỡng tính là đẹp trai nhà giàu. Tên đàn ông đeo kính dở giọng nịnh nọt bạn hiền. Bây giờ mày lợi nhuận còn nhiều hơn tao, đến lúc đó cũng chẳng phải giàu to sao. Tên đồng bạn trả lời. Được, chúng ta bây giờ chạy ngược xuôi kinh doanh, dù có nhiều lợi nhuận, chưa nói đến vấn đề anh chàng đẹp trai, chúng ta có thể lao lực mà chết. Người đàn ông đeo kính lắc đầu. Đi thường xuyên cũng chán, một tháng tao ngồi xe lửa và máy bay mất nửa tháng, tao đã nói với mày rồi, bây giờ tao ngồi xe lửa nói là tiết kiệm tiền cho công ty, thực chất muốn có chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Đúng vậy, xe này có thể nghỉ ngơi, đáng tiếc là trên xe không có tiểu thư, nếu không sẽ càng thư thái. Tên đồng bọn gật đầu nói, khi nói lời này hắn đưa mắt nhìn về phía liễu mộc, trong cái nhìn có chút bị ổi. Này, Ni Mã, tao thấy con hàng kia rất quen mắt, có lẽ đã từng gặp qua ở quán ba nào đó. Tên đàn ông đeo kính lại lên tiếng. Nếu không chúng ta sang chào hỏi xem thế nào. Hay là thôi đi, Bây giờ người ta đã có đàn ông, dù thật sự là như vậy thì cũng không được, lúc này cũng không thể nói gì được. Tên kia có chút động lòng nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết. Điều này cũng khó nói, chỉ cần ra giá phù hợp, tao cũng không nghĩ cô ta không động lòng, chúng ta có thể tìm chút chuyện vui, nếu không cũng quá nhàm chán. Tên đàn ông đeo kính lên tiếng. Đi mà vui thú với quỷ sứ. Đúng lúc này có tiếng mắng vang lên. Hai thằng kia đúng là quá ngu bà không nhịn được với chúng mày nữa. Bây giờ trong toa ăn cũng không có nhiều người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn có người. Vì vậy mà khi tiếng chửi bậy vang lên, tất cả mọi người kể cả Hạ Thiên, Liễu Mộng và đám nhân viên xe lửa đều không tự giác phải nhìn sang, sau đó thấy một cô gái cắt tóc ngắn. Cô gái cắt tóc ngắn này có vẻ rất khí khái, bộ dạng không xấu nhưng cách ăn mặc có hơi thiếu hương vị của phụ nữ. Khốn nổi tư thái và đường cong của nàng là rất rõ ràng, có thể nói là rất tốt. Nàng cũng không đi một mình, cùng theo bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 20, cao lớn đẹp trai. Cặp nam nữ này ngồi gần hai tên đàn ông kia, vì vậy mà có thể nghe được những lời của đối phương, nhưng lúc này người đàn ông trẻ tuổi lại lên tiếng khuyên cô gái tóc ngắn. "Tiểu Lâm, thôi bỏ qua, chuyện này không liên quan đến chúng ta." "Này em gái, em mắng ai vậy?" Tên đàn ông đeo kính nhìn cô gái Tiểu Lâm, sau đó có chút buồn bực, hình như mình cũng không trêu chọc gì đối phương thì phải bà mắng hai thằng ngu chúng mày cô gái tóc ngắn cũng không phải loại hình dịu dàng không riêng gì cách ăn mặc như đàn ông cách mắng chửi cũng giống như của đàn ông hai thằng ngu chúng mày là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga rõ ràng dám có ý với thần tượng của bà này em gái em bị điên sao tên bạn của tên mắt kính cũng không dùng lời lẽ có nhiều thiện cảm chúng tôi chọc giận cô sao chúng tôi ngồi đây nói chuyện cũng không liên quan đến cô cô sao lại chửi loạn cả lên cô bị bệnh thì đến bệnh viện, đừng nên làm loạn ở đây. Mày mới có bệnh, cô gái tóc ngắn tiếp tục mắng. Mày tưởng người ta ở xa không nghe thấy gì sao, nhưng tao có thể nghe thấy hai thằng ngu chúng mày nói về ma nữ mộng mộng, đó là ngôi sao ca nhạc tao thích nhất. Chúng mày không biết chị ấy cũng không sao, lại còn nói chị ấy là gái quán ba, hai chúng mày có tin nếu bà đây lên mạng nó một câu, chút nữa chúng mày xuống xe lửa đã có vài trăm người xuống lại đánh cho ba má nhận không ra không đợi hai tên kia kịp phản ứng tiểu lâm tiếp tục mắng một câu tao đã gặp nhiều thằng ngu nhưng ngu như hai thằng mày đúng là quá xá đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ma nữ mộng mộng vẻ mặt tên đàn ông đeo kính chợt biến đổi hắn không khỏi nhìn về phía liễu mộng một lần nữa này tiểu bại hoại hình như bọn họ đang nói về chị liễu mộng lúc này mới kịp phản ứng nàng nói một câu nhưng tiểu bại hoại cái gì là con nhà giàu và khố rách áo ôm không cần biết, chẳng phải thứ gì tốt. Hạ Thiên kéo tay Liễu Mộng đi đến trước mặt hai tên đàn ông kia. Chị Mộng, hai thằng ngu này nói lung tung về chị, chị nói xem chúng ta nên xử lý bọn họ rồi xem xuống xe lửa, hay trực tiếp ném bọn họ xuống xe lửa cho xong. À, chị đánh bọn họ cái đá, sau đó ném xuống, để cho chị ném, cậu đừng cướp. Liễu Mộng bây giờ biết hai tên kia coi nàng là gái quán ba, còn nói lời khó nghe, vì vậy mà thật sự mất hứng. Liễu Mộng mà mất hứng thì sự việc khá nghiêm trọng, vì vậy mà nàng vừa nói xong đã cầm đũa lên đánh hai người kia một cách điên cuồng. Đúng vậy, lúc này vũ khí của nàng chính là một đôi đũa, đừng cảm thấy đũa không thể làm vũ khí, thật ra đũa đâm vào người cũng khá nghiêm trọng, huống hồ Liễu Mộng lại là cao thủ kim đan kỳ. Cũng may Liễu Mộng cũng không muốn đánh chết hai người kia, vì vậy mà nàng ra tay rất có chừng mực, nàng chỉ dùng đũa đánh lên đầu làm hai tên đàn ông kia liên tục kêu thảm. Cứu, cứu mạng! hai tên đàn ông liên tục kêu gào nhưng không hiệu quả không ai cứu giúp bọn họ tha mạng tiểu thư tha mạng á tên đeo kính bắt đầu cầu xin tha thứ chị không tha cho chú liễu mộng hừ một tiếng nàng cuối cùng cũng không dùng đũa mà dùng chân nàng đá văng tên đeo kính ra ngoài cửa sổ tàu ai cũng ngây người mà nữ mộng mộng này đá văng người ta xuống xe lửa sao nhưng khi mọi người còn đang ngây ra thì liễu mộng đã vung một đá tên còn lại cũng rơi khỏi xe lửa tiểu bại hoại cậu nói xem bọn họ sẽ ngã chết sao sau khi đá hai người rơi xuống thì liễu mộng mở miệng hỏi chị mộng căn cứ vào độ mạnh và phương hướng cú đá của chị tôi nghĩ hai tên kia không thể chết được có lẽ phải nằm trên giường nửa năm hay một năm gì đó thôi hạ thiên suy nghĩ rồi nói sao cậu không nói sớm liễu mộng mất hứng sớm biết như vậy chị sẽ nặng chân hơn một chút chị mộng bây giờ tôi có thể xuống xử lý bọn họ Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thôi bỏ, không tiếp tục so đo với bọn họ. Liễu mộng cong miệng lên. Chị còn chưa ăn no, chị muốn tiếp tục dùng cơm, đi thôi, cậu đút cho chị. Liễu mộng lại kéo Hạ Thiên ngồi xuống, cả hai bắt đầu trò ăn cơm cực xến. Nửa giờ sau cả hai mới dùng cơm xong, lúc này trong toa ăn không ai dám gây phiền, mà Tiểu Lâm lại chạy đến xin chữ ký của Liễu Mộng, xem ra là fan trung thực của Liễu Mộng. Nhưng khi Hạ Thiên và Liễu Mộng cơm nước xong quay về phòng thì phát hiện bên trong có một người, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, nhưng người đàn ông này cũng không ngồi xuống vị trí nào cả, thực tế hắn đang nằm trên mặt đất. chương 1382, chỉ còn muốn đánh hắn. Trong phòng có bốn giường, người này không chịu nằm trên giường, lại nằm xuống sàn tàu lạnh băng. Rõ ràng hắn không phải là kẻ thích tự ngược, căn bản là hắn không còn gì lựa chọn, vì lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh nhìn qua không khác gì người chết, bộ ngực lúc này đang chảy máu, rõ ràng bị người ta đâm cho vài đao. Tiểu bại hoại, người này làm bẩn giường của chúng ta. Liễu mộng có chút mất hứng, vì nàng thấy giường ngủ vừa rồi của mình có dính vài giọt máu. Không sao, chúng ta ngủ bên này. Hạ thiên an ủi liễu mộng một câu. Nhưng chị muốn đánh hắn. Liễu mộng chừng mắt nhìn tên khốn đang nằm trên mặt đất. Chị mộng, vậy chị cứ đánh hắn là được hạ thiên không cho là đúng nhưng hắn đã sắp chết chị đánh thì hắn chết thì sao liễu mộng suy nghĩ rồi nói tiểu kiều nói tùy tiện đánh chết người cũng không tốt chị cảm thấy mình nên hỏi hắn nếu không cố ý thì thôi cố ý thì chị sẽ cho hắn ăn đòn được rồi tôi sẽ cứu tỉnh hắn hạ thiên đồng ý sau đó hắn lấy ngân châm từ trong túi quần ra nhanh chóng đâm vài chục châm lên người đối phương người đàn ông mở to mắt sau đó muốn đứng lên nhưng vừa ngồi lên được một nửa thì đã gào lên một tiếng đau đớn chân mày cao lại hắn dùng tay ấn lên ngực rõ ràng vết thương chỗ đó còn chưa khỏi hẳn này sao anh lại xuất hiện ở đây hạ thiên trừng mắt nhìn người đàn ông là các người cứu tôi sao người đàn ông bị thương dùng ánh mắt kinh sợ nhìn hạ thiên và liễu mộng sau đó ánh mắt của hắn có chút mê hoặc lại trở nên cực kỳ kinh ngạc các người là hạ thiên và ma nữ mộng mộng sao không đợi hạ thiên lên tiếng người đàn ông này đã chống người lên cúi chào cảm ơn hạ thần y cứu mạng anh biết chúng tôi sao hạ thiên có chút ngạc nhiên hạ thần y tôi là châu thành là một cảnh sát hình sự ở thành phố tinh thành đại danh của cậu tôi đã nghe qua nhiều lần còn vị tiểu thư này là hồng nhan tri kỷ của cậu là ma nữ mộng mộng tất nhiên càng không người không biết hơn nữa cũng không sợ anh chê cười tôi cũng rất mê tiếng hát của cô ấy Áp lực công tác của tôi là rất lớn, bình thường về nhà khó ngủ yên, nhưng nghe tiếng hát của cô ấy thì tôi cảm thấy dễ ngủ hơn. Người đàn ông tự xưng là Châu Thành dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên. Tuy chỉ xem qua ảnh của anh nhưng khi thấy tiểu thư mộng mộng, lại nghĩ đến tình huống tôi bị đâm vào tim mà bây giờ chợt khôi phục, rõ ràng ngoài thần y thì không ai có thể chữa tốt cho tôi, vì thế tôi mới có thể xác nhận thân phận của cậu. Ủa, chị còn có thể thôi miên sao? Liễu mộng có chút ngạc nhiên tiểu bại hoại nhưng sau khi chị hát thì cậu càng không muốn ngủ chị mộng vì chị hát trước mặt tôi thì khác hạ thiên nghiêm trang nói à thì ra là vậy liễu mộng cười hì hì sau đó nàng nhìn sang châu thành này tuy chú biết chúng ta nhưng chú lại làm bẩn giường của chị chú xem chỗ đó có máu chú mau nói xem có phải chú bị người ta ném vào đây không nếu chính chú vào thì chị sẽ cho chú ăn đòn tiểu thư mộng mộng tôi truy đuổi một tên tội phạm không ngờ bị hắn tập kích tuy đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị hắn đâm bị thương sau đó tôi mới ngã xuống chỗ này tôi nghĩ vết máu là của tôi vì khi đánh nhau với đối phương không cẩn thận mà tung tóe ra châu thành suy nghĩ rồi nói nói như vậy là chú truy đuổi tên tội phạm kia và làm bẩn sao này chú nói mau tên tội phạm kia đâu bây giờ chị muốn đi đánh hắn liễu mộng rất mất hứng nàng không thích chỗ ngủ của mình bị làm bẩm vì nàng là một ma nữ mộng mộng thích sạch sẽ. Hắn có lẽ còn ở trên xe lửa, nhưng cụ thể ở nơi nào thì tôi không rõ, nhưng bây giờ tôi có thể đi tìm. Châu Thành trả lời. Châu Thành nói đến đây thì đưa tay sờ hông, sau đó vẻ mặt biến đổi lớn. Không xong, súng của tôi cũng bị hắn lấy đi. Chú quá vô dụng, có súng cũng không đánh lại tội phạm, như vậy sao có thể làm cảnh sát? Liễu mộng biểu môi, nàng tất nhiên sẽ không nể mặt Châu Thành. Châu Thành nở nụ cười xấu hổ, vẻ mặt hắn rất lo lắng, mất súng là chuyện lớn, hơn nữa lại để cho một tên tội phạm cùng hung cực ác lấy được thì càng lớn chuyện. Nếu nói không khoa trương, bây giờ tất cả mọi người trên xe lửa này đều bị uy hiếp. Tiểu bại hoại, chúng ta mau tìm ra tên tội phạm kia và cho hắn một trận. Liễu Mộng đề nghị, chị Mộng, trên xe lửa có rất nhiều người, cũng không biết tên khốn kia ở đâu. Hạ Thiên rõ ràng không tình nguyện bỏ đi, hắn nói đến đây thì hỏi châu thành một câu anh có ảnh chụp tên khốn kia không có tất nhiên là có châu thành vội vàng nói hắn lấy trong cặp công văn ra một cái túi sau đó lại lấy ra một tấm hình hạ thần y tên này gọi là đằng cường là một tội phạm cùng hung cực ác tôi đã đuổi bắt nhiều năm nhưng đối phương quá xảo quyệt lại giỏi hóa trang che giấu hành tung rất tốt hơn nữa còn học qua võ thuật tóm lại là kẻ tương đối khó đối phó Hạ Thiên nhìn nhìn rồi cho ra kết luận. Tên này thật sự quá ngu. Tiểu bại hoại, hắn nhìn đẹp trai hơn cậu. Liễu Mộng cười hì hì nói, đến bây giờ nàng vẫn không sợ đả kích Hạ Thiên. Hạ Thiên chợt buồn bực, sau đó nàng có quyết định, muốn xử lý tên kia. "Ôi, anh không có biện pháp tìm ra người này ngay lập tức sao?" Hạ Thiên nhìn Châu Thành. "Hạ thần y, tìm được tên này rất khó, nhưng bây giờ tôi có biện pháp dụ hắn tới." vấn đề là đối phương có súng tôi lại bị thương không thể bắt được hắn châu thành nói không có vấn đề tôi xử lý hắn là được hạ thiên thuận miệng nói anh chỉ cần dụ hắn đến là tốt châu thành có chút do so dự sau đó hắn gật đầu hắn hầu như đã nhận ra hạ thiên tất nhiên biết nhiều về hạ thiên cũng biết đối phương có thực lực cực mạnh vì thế mà quyết định tin tưởng hạ thần y tôi ra ngoài sắp xếp tình huống châu thành nhanh chóng rời khỏi phòng Vài phút sau, Châu Thành quay về phòng, hắn lại nằm trên mặt đất, nằm xuống vị trí kia, mà trên loa của xe lửa cũng có âm thanh vang lên. Các hành khách chú ý, có một vị khách ở phòng giường mềm cần cấp cứu, mời những hành khách hiểu y thuật đến cứu chữa, cảm ơn. Đây là kế hoạch của Châu Thành, hắn cho rằng đằng cường nghe được tin tức sẽ chạy đến xem mình chết chưa, như vậy sẽ không cần đi tìm. Vì để tránh cho đám người khác phá hư kế hoạch, Hạ Thiên phải giả vờ trị thương cho Châu Thành. Vài phút sau có vài người chạy đến, lúc này phòng đang mở cửa, bọn họ thấy Hạ Thiên đang dùng ngân châm đâm lên người Châu Thành. "Hồ đồ, mau tránh ra." Một người đàn ông trung niên hơn 50 quát lớn một tiếng. "Đã đến lúc nào rồi mà còn dùng ngân châm, vào lúc cấp cứu thế này còn cần trung y sao? Tôi là phó giám đốc bệnh viện Tinh Thành, là Phương Hán Lương, để cho tôi xử lý." Hạ Thiên không để ý đến người đàn ông tự xưng là Phương Hán Lương này hắn vừa tiếp tục đâm ngân châm lên người Châu Thành vừa nhìn đám người vây quanh, đến bây giờ hắn còn chưa thấy được tên khốn đằng cường kia. Hồ đồ, đúng là hồ đồ, người này nếu chết đi thì cậu là người chịu trách nhiệm, đám trung y các người chỉ biết hại chết người ta. Phương Hán Lương tỏ ra đằng đằng tức giận. Ông có bệnh sao, trung y hại chết ông à? Hạ Thiên bất mãn nói, ông này có thủ oán với trung y sao? Thế nào mà mỗi câu nói đều công kích vào trung y? Tuy nói trung y cũng có thể là hại người, hắn có thể dùng y thuật xử lý vài người, nhưng từ khi nào thì cứ trung y là hại người. Hắn rõ ràng cứu rất nhiều người rồi. Cậu nói thế nào vậy, còn trẻ mà không biết lễ phép. Trung y như vậy sao, đúng là bọn bợm lừa bịp. Đúng vậy, còn bà nó, cái gì là trung y dưỡng sinh, chỉ là gạt người. Năm xưa ông nội tao vì uống thuốc trung y mà qua đời. Hừ, đuổi thằng này đi, đừng chậm trễ cấp cứu người bệnh vô tình có bảy tám người lên tiếng có kẻ công kích trung y có kẻ công kích hạ thiên dù sao cũng là công kích một đám ngu như heo hạ thiên biếng mắng một câu hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục đâm châm cho châu thành đúng lúc này một người đàn ông trung niên chen vào người này đội mũ mặt có rất nhiều râu giống như đã lâu rồi chưa từng cạo vậy là hắn là tên đội mũ đúng lúc này châu thành chợt hô lớn sau đó chợt ngồi lên đội mũ sao Liễu Mộng nhìn tên đàn ông vừa đến, sau đó có chút buồn bực. Không quá giống, Tiểu bại hoại là hắn sao? Không quá giống nhưng cũng có thể là hắn, vì hắn có thể hóa trang. Hạ Thiên nhìn nhìn rồi nói: "Không được nhúc nhích." Khi thấy Châu Thành chợt đứng lên, lại nghe Hạ Thiên và Liễu Mộng lên tiếng, tên đàn ông đội mũ chợt biết đó là bẫy dập, vì vậy mà có phản ứng. Hắn nhanh chóng rút súng chĩa vào đầu Phương Hán Lương ở gần nhất. "Ai di động tao sẽ bắn hắn." mọi người chợt hô lên kinh hoàng, trên mặt tỏ ra sợ hãi, mà Phương Hán Lương vừa rồi còn quát hạ thiên, bây giờ đã sợ tái mặt. Hi hi, chị động đây, chú bắn đi, lão kia rất đáng ghét. Liễu mộng thật sự tiến về phía trước một bước, giống như muốn cho Phương Hán Lương bị bắn chết. Đúng vậy, bắn chết lão già chết tiệt kia đi. Hạ Thiên cũng tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Tên đàn ông đội mũ chính là Đằng Cường, hắn chợt ngẩn ngơ, sau đó cũng không nổ súng mà quay sang nhìn Châu Thành. "Cảnh sát Châu, mày nếu hy vọng tao không lấy súng cảnh sát để giết người hàng loạt thì tốt nhất để cho mọi người thành thật một chút, tao đã giết vài chục người, cũng sẽ không quan tâm giết thêm vài người." Chương 1383, thật ra chỉ cố ý ném lộn. Vẻ mặt Châu Thành chợt biến đổi, hắn biết đằng cường tuyệt đối là loại người nói được làm được, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Thiên bây giờ hắn chỉ hy vọng vị hạ thần y này thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết cái gì chị rõ ràng đã động chân mà chú mày còn chưa xử lý lão già kia sao liễu mộng dùng ánh mắt bất mãn nhìn đằng cường chị ghét nhất loại người nói lời không giữ lời liễu mộng còn chưa dứt lời thì đã biến mất ngay tại chỗ sau đó nàng chợt xuất hiện sau lưng đằng cường nhưng nàng cũng không lập tức ra tay mà reo lên này chú còn chưa nổ súng sao nếu không nổ súng thì chị đánh đòn đấy Liễu mộng biến mất vốn làm cho đằng cường có chút bất an, khi nghe thấy âm thanh của liễu mộng vang lên sau lưng thì trong đầu chợt cảm thấy điên cuồng. Vào thời điểm này hắn cũng bỏ qua cho phương hán lương theo bản năng, hắn xoay người xạ kích về phía liễu mộng. Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến, đằng cường giống như rõ ràng nghe thấy tiếng xương gãy, đau đớn dữ dội làm hắn không thể nhịn được mà gào lên thảm thiết, súng ngắn cũng buông ra. Một bàn tay trắng nõn vung qua không chung, liễu mộng chụp lấy khẩu súng, sau đó nàng nện súng lên đầu đằng cường. Đằng cường lại kêu lên một tiếng, sau đó hắn cảm thấy đầu óc mềm muội, nhưng hắn vẫn không ngã xuống, đúng lúc liễu mộng nhấc chân đá vào chân của hắn. Tiếng xương gãy lại vang lên làm cho đằng cường sợ đến mức vỡ mật, hắn cũng không tự chủ được mà gào lên thảm thiết, cùng lúc này cũng không thể nào đứng vững, cơ thể khẽ nghiêng, ngã xuống đất. Chị đã bảo bắn mà không bắn, chị đá chết chú, đá chết chú em đằng cường ngã xuống đất thì liếu mộng lại đá liên tục một cái hai cái đằng cường cứ như vậy mà lăn vòng vòng lăn vòng vòng lăn đi lăn lại và liên tục kêu gào thảm thiết dù là phương hán lương vừa tìm được đường sống trong cõi chết hay Đăng cường và châu thành hoặc là đám nam nữ nghe tiếng kêu gọi của nhân viên tàu hỏa trên radio mà chạy đến đều trợn mắt há mồm dùng ánh mắt khó tin nhìn những tình huống đang xảy ra thực tế thì tất cả xảy ra với tốc độ cực nhanh đám người đến đây căn bản là chưa biết chuyện gì xảy ra Bọn họ đầu tiên là bị kinh hoàng vì khẩu súng của đằng cường, sau đó chợt phát hiện đằng cường bị đánh mà súng lại chuyển lên tay của người khác. Điều làm cho bọn họ cảm thấy không ngờ chính là người làm nên những chuyện vừa rồi là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Dù là Châu Thành cũng cảm thấy khó tưởng, hắn dù biết hạ thiên lợi hại nhưng cũng không ngờ người ra tay lại là ma nữ mộng mộng. Nhìn đằng cường lăn qua lăn lại trên mặt đất, lại nghe những tiếng kêu thảm thiết của đối phương, Châu Thành chợt nghĩ đến cái tên ma nữ mộng mộng đây không phải là ma nữ ca hát mà là ma nữ thật sự vài phút sau đằng cường cuối cùng cũng không thể tiếp tục kêu gào vì hắn đã hôn mê mà liễu mộng cũng dừng lại nàng nhìn châu thành lại tiện tay ném súng ra súng của chú đây trả lại chú châu thành vô thức muốn nhận súng nhưng hắn vừa đưa tay đã nghe một tiếng rên vì khẩu súng bay lạc địa chỉ và nện vào đầu phương hán lương người này bị súng đập vào đầu làm cho hôn mê ngã lăn xuống đất ủa ném lộn rồi Liễu Mộng tỏ ra ngạc nhiên, mọi người không dám nói gì, hầu như ai cũng cho rằng Liễu Mộng tuyệt đối là cố ý. Nhưng lúc này Liễu Mộng lại nói một câu, thật ra là chỉ cố ý ném sai. Bóng trắng lóe lên, Liễu Mộng bay qua bên người Hạ Thiên. "Tiểu bại hoại, chơi không vui, chị không chơi nữa." Hạ Thiên tiện tay ôm Liễu Mộng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía châu thành. "Này, các người có thể đi được rồi, đừng quấy rầy chúng tôi." Châu Thành cũng không có ý kiến gì, hắn nhanh chóng ôm đằng cường đang hôn mê lên, sau đó phân phó những người khác đưa cả phương hán lương đi. Cuối cùng hắn còn nhờ nhân viên xe lửa hỗ trợ đổi chăn mềm trong phòng Hạ Thiên, chưa đến 10 phút sau thì tất cả đều đã đi sạch, Hạ Thiên và Liễu Mộng cuối cùng cũng ở trong thế giới riêng của mình. Sáng sớm hôm sau, nhà ga tinh thành. Tuy bây giờ còn rất sớm nhưng nhà ga đã có khá nhiều người chờ, có người đến đón thân bằng hảo hiếu, cũng có người đến đón khách có ít nhất 100 người đứng đó, ai cũng nhìn vào những vị khách xuống tàu, để tìm người mình cần. Nhưng ngay sau đó hầu như tất cả mọi người bị một cặp nam nữ tay trong tay đi ra thu hút ánh mắt, hầu như ai cũng nhìn lên người cô gái. Cô gái mặc váy trắng, không những dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ tốt, trên người nàng lại bùng ra một khí chất đặc biệt làm người ta tưởng rằng đó giống như là tiên nữ, một tiên nữ hạ phàm. Sau đó mọi người bắt đầu chuyển rời ánh mắt lên người đàn ông kia, người này dung mạo rất phổ thông, ngược lại còn ăn mặc cổ quái. Bây giờ khí trời khá nóng mà đối phương mặc quần áo dày như mùa đông, đúng là hiếm thấy. Hai người này tất nhiên là Hạ Thiên và Liễu Mộng, sau một buổi tối thì công lực của Hạ Thiên tiếp tục khôi phục khá nhiều, nhưng hắn phát hiện tốc độ khôi phục của tối hôm qua đã không được như trước đó, bây giờ công lực của hắn mới chỉ là ba phần mà thôi, còn cách thời kỳ đỉnh phong quá xa. Tất nhiên nếu so với người thường thì hắn vẫn là một tồn tại như thần, phải biết rằng khi hắn có thực lực đỉnh phong thì là Kim Đan hậu kỳ, ba phần thực lực của Kim Đan hậu kỳ cũng rất kinh người. "Chị Mộng, trước tiên chúng ta đến khu dân cư tinh hải." Hạ Thiên cũng không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, hắn kéo Liễu Mộng muốn đi về phía một chiếc taxi. "Không cần như vậy, chị đói bụng, chỉ cần ăn cái đã." Liễu Mộng bĩu môi, lại kéo Hạ Thiên sang một quán ăn ở phía bên phải. "Chị Mộng, em nghe nói những quán ăn bên cạnh nhà ga thật sự không ngon." Hạ Thiên bây giờ vẫn có cách biệt khá lớn với Liễu Mộng, tuy hắn không tình nguyện nhưng vẫn bị nàng kéo vào quán ăn. Quán này không quá lớn, bên trong có một cặp nam nữ trung niên đang làm việc, có lẽ là vợ chồng chủ quán. Liễu Mộng rất đói bụng, vì mỗi lần nàng cho Hạ Thiên ăn no thì đều như vậy. Vì thế sau khi tiến vào nhà hàng thì nàng cũng bất chấp hình tượng, nhanh chóng gọi một sao sao gở bánh bao, còn nói một câu: "Cho hai tô mì." ông chủ quán ăn không kịp phản ứng thì liễu mộng đã nhai nuốt một cái bánh bao như quả táo xuống bụng, sau đó nàng lầm bầm. Đúng là ăn không ngon. Dù ăn không ngon thì liễu mộng vẫn không ngừng, nàng cho từng cái bánh bao vào miệng, sau đó thì thật sự là ăn như sói như hổ, không giữ gìn hình tượng thục nữ, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng quá đói. Chị mộng, ăn không ngon thì đừng ăn, chúng ta đổi chỗ dùng cơm. Hạ thiên không nhịn được phải nói. Tiểu bại hoại, chị không ăn sẽ không còn sức, không còn sức sẽ không cho cậu ăn no, mà nếu không cho cậu ăn no thì sẽ lâu phục hồi. Liễu Mộng nhanh chóng nói một câu, sau đó lại nhai nuốt bánh bao. Không ngon cũng không sao, có thể phục hồi khí lực là được. Liễu Mộng dừng lại một lúc rồi nói. Bánh bao rất khó ăn nhưng hương vị bánh rán cũng không tệ. Mì đến đây. Lúc này ông chủ quán đưa đến hai tô mì rồi đặt một tô xuống trước mặt Liễu Mộng, một tô xuống trước mặt hạ thiên rõ ràng hắn cho rằng mỗi người một tô a à, lấy thêm ba cái bánh rán liễu mộng kéo tô mì trước mặt hạ thiên đến trước mặt mình tiểu bại hoại không cần ăn điểm tâm lát nữa ăn nàng là được hạ thiên lại thật sự không muốn ăn sáng ông chủ sau khi nghe rõ lời của liễu mộng thì nhanh chóng đi lấy bánh đến nhưng ánh mắt nhìn liễu mộng đã có chút cổ quái rõ ràng bà chủ không rõ vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại ăn như quỷ đói đầu thai như thế liễu mộng tiêu diệt hết hai tô mì và ba cái bánh rán nàng còn cảm thấy trong bụng còn chỗ trống vì thế mà gọi thêm hai ly sữa đậu nành sau khi uống cạn mới cảm thấy no tiểu bại hoại đi thôi chúng ta đi đến chỗ ở sau đó tôi cho cậu ăn bánh bao liễu mộng kéo tay hạ thiên muốn chạy đi được rồi đợi tôi tính tiền hạ thiên mở túi rút ra một sấp tiền sau đó hỏi ông chủ bao nhiêu tiền vậy một trăm hai ông chủ quán ăn nói này, sao mắc như vậy? Liễu mộng chợt mất hứng, nàng bất mãn nói một câu. Thức ăn không ngon mà bán quá đắt, ước hiếp chúng tôi sao? Không phải chúng tôi bán đắt, là do cô ăn nhiều mà thôi, nếu cô không tin thì đi mà hỏi xem, chỗ này là rẻ nhất rồi đấy. Ông chủ quán nói với vẻ mặt bình tĩnh, ngày nào hắn cũng bị chất vấn như vậy, đã sớm tạo thành thói quen. Chỗ này bánh bao năm đồng một cái, một sao sao gờ bánh bao 8 cái là 40 đồng, Bánh rán 5 đồng một cái, cô ăn 5 cái là 30 đồng, mì 20 đồng một tô, cô ăn 2 tô là 40 đồng, sữa đậu nành 5 đồng một ly, cô uống 2 ly là 10 đồng, tổng cộng là 120 đồng. Này, cho các người 100 đồng. Hạ Thiên ném cho ông chủ tờ 100 rồi kéo Liễu Mộng ra ngoài. "Chị Mộng, chúng ta đi, không so đo với bọn họ." Dựa vào cái gì mà trả cho bọn họ nhiều như vậy? Có tiền cũng không nên lãng phí. Vì rõ ràng bọn họ muốn ức hiếp chúng ta. Liếu Mộng cũng không quá cam tâm tình nguyện, nàng không quan tâm đến tiền, nhưng từ khi nào thì ma nữ Mộng Mộng bị người ta ức hiếp rồi? Còn 20 đồng nữa. Âm thanh của bà chủ từ phía sau vang lên, rõ ràng Hạ Thiên không muốn so đo nhưng không phải người ta cũng không muốn so đo, người ta còn cần tiền. Chương 1384, ma nữ rất tức giận. Hạ Thiên lập tức buồn bực, hắn quay đầu trừng mắt nhìn bà chủ quán này các người muốn ước hiếp tôi phải không quán ăn này có gì mà bán mắc như vậy tôi không so đo với các người các người còn cứ bấu víu có tin tôi phá nát quán không đã ăn vào mà không muốn trả tiền sao có bản lĩnh thì nhổ ra bà chủ quán ăn cũng rất hung hăng chỗ này của chúng tôi đã tính là rẻ lắm rồi sân bay còn khó ăn hơn còn đắt hơn đây là nhà ga vì vậy mà rẻ hơn ông chủ quán ăn tiếp lời Hạ Thiên thật sự không có tâm tình so đo với những người này, dù sao thì hắn cũng thấy 100 đồng ăn bữa sáng là bình thường, nhưng cặp vợ chồng kia được một tấc muốn tiến thêm một thước, hắn cho 100 đồng mà vẫn còn chê, đúng là làm mất hứng. Vẫn là câu nói người hiền thường bị ức hiếp, nếu là Hạ Thiên trước đó không chịu đưa tiền thì bà chủ cũng không dám so đo, nhưng khi thấy hắn sảng khoái trả 100 đồng thì lại cho rằng đối phương đã sợ, vì vậy vẫn muốn thêm 20 đồng tất nhiên bà chủ quán làm như vậy cũng chẳng phải vì thấy hạ thiên dễ bị ức hiếp mà là nàng có chỗ dựa vì thế mà nàng còn nói muốn đập quán sao nếu mày dám đập tao đảm bảo chúng mày không thể ra khỏi nhà ga này âm âm đùng dầm xoảng trả lời bà chủ quán chính là những âm thanh đập phá điên cuồng người trực tiếp ra tay không phải là hạ thiên mà chính là liễu mộng ma nữ mộng mộng cho rằng mình bị ức hiếp vì vậy mà nàng rất tức giận mà ma nữ tức giận thì hậu quả tất nhiên sẽ là rất nghiêm trọng. lúc này nàng cầm một cái ghế đập điên cuồng vào mọi thứ trong quán ăn, đầu tiên là đập nát bàn ăn, sau đó là đập bát đĩa nồi chảo lò than. tóm lại nàng thấy thứ gì sẽ đập thứ đó. vì vậy mà vài chục giây sau nàng đã đập quán ăn này không còn thứ gì nguyên vẹn. đến lúc này cặp vợ chồng kia mới kịp phản ứng, ông chủ cô lấy dao lao về phía liễu mộng, mà bà chủ thì chạy ra ngoài lớn tiếng gào lên. có người ăn cơm không trả tiền còn đập quán bớ người ta mau đến hỗ trợ. Một tiếng hô hào mà lập tức có rất nhiều lời đáp lại, chỉ sau vài giây đồng hồ thì tất cả cửa hàng, quán ăn, thậm chí là những tiệm điện thoại công cộng cũng hưởng ứng, ai cũng chạy ra, trên tay không phải chỉ có dao thái rau, còn có gậy sắt, thậm chí vợt cầu lông. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động không ít người, vô tình có rất nhiều người chạy nhìn về phía bên này, có lữ khách, có những người buôn bán trong nhà ga, có tài xế taxi, thậm chí còn có cả những cảnh sát đang tuần tra nhưng đám cảnh sát đang tuần tra thấy bên này xảy ra tình huống thì chạy đến mà không làm gì cả còn đám lữ khách cũng đứng từ xa xem náo nhiệt ngược lại thì những người buôn bán gần đó hay tài xế taxi thì đứng gần hơn bọn họ cũng có không ít người đang nghị luận đúng là ngu ngốc ăn ở bên trong nhà ga làm gì ăn thì không sao lại còn muốn ăn cơm chùa hắn không biết những cửa hàng trong đây là cùng một bọn sao người ngoài nào biết những điều này tên kia quá đáng thương nhất định sẽ bị đánh cho cha mẹ nhận không ra. Đúng vậy, vài ngày hôm trước tôi đã thấy một người bị đánh vào bệnh viện, cảnh sát cũng không quan tâm đến vấn đề này, thậm chí cả cảnh sát cũng không dám trêu vào đám người này. Cũng không phải sao, năm ngoái có một cảnh sát quản vào việc này, khi tuần tra bị người ta đập cho một gậy, thiếu chút nữa thì chết mẹ rồi. Ủa, không đúng, tên khốn ăn cơm chùa hình như đánh đấm rất giỏi. Không phải tên kia đánh đấm giỏi, mà là cô gái kia đánh nhau tốt, bây giờ người đang ra tay là một cô gái. Không phải là mãnh long quá giang đấy chứ? Hèn gì mà dám ăn cơm chùa. Có thể đánh đấm cũng vô dụng, bọn họ thật sự còn phải chịu thiệt, vì nhóm người kia chẳng những đông hơn, hơn nữa nếu bọn họ thắng thì không sao, thua thì sẽ đâm đơn kiện. Nhóm người liên tục nghị luận, ngay sau đó không còn nghị luận nữa mà trợn mắt há mồm, mỹ nữ kia quá mạnh mẽ. Mỹ nữ mạnh mẽ kia tất nhiên là Liễu Mộng. Khi ông chủ cầm dao phóng đến thì nàng đã dùng chiếc ghế trong quán đập đối phương ngất xỉu, sau đó lại dùng ghế đập cho bà chủ ngất xỉu. Khi thấy Hạ Thiên phóng đến hỗ trợ thì nàng lại hô lên: "Tiểu bại hoại, đừng cướp món đồ chơi của chị, cậu không cần ra tay." Sau đó Hạ Thiên không ra tay, Liễu Mộng cầm ghế đập loạn, chưa đến một lúc sau đã có vài chục người nằm trên mặt đất, từng người đều bị nàng đập cho bất tỉnh. Sau khi đánh người xong thì nàng bắt đầu đập quán khi tất cả mọi thứ trong nhà hàng bị đập nát thì nàng bắt đầu đập lên tường, làm vỡ cả mảng lớn. Tôi ghét nhất bị người ta ức hiếp. Liễu mộng cuối cùng cũng không đập nữa, nàng quăng ghế ra, chiếc ghế nát bấy. Nhưng lời nói của nàng thật sự làm cho đám người bàng quan cảm thấy quái dị, đây không phải là người khác ức hiếp nàng, mà rõ ràng là nàng ức hiếp người khác. Đánh rất hay. Đột nhiên có người la lên. Đám người này đáng bị ăn đòn, vài tháng trước tôi cũng bị bọn họ làm thịt một lần, ăn một tô mì mà thu 30 đồng. Đúng vậy, đám khốn nạn này rất quá đáng, tuần trước tôi mua một cái bánh bao, lấy 20 đồng, mà còn là bánh bao giả. Đúng vậy, tôi cũng đã từng chịu thiệt ở đây, cũng không ai quan tâm, bây giờ đã có người dạy bảo bọn họ. Bên kia còn có một siêu thị khốn nạn, lần đó tôi vào xem, nói tôi đụng vào là phải mua, không mua thì đánh người, đúng là khốn nạn. Không ít người ở phía bên kia khen hay, thậm chí còn có tên gào lên. Mỹ nữ, anh yêu em. Á, à, tên kia vừa hét lên đã bị đánh ngã xuống đất, Liễu Mộng cầm lấy một cái chén đập lên đầu đối phương, sau đó nàng bất mãn nói. Chị đã có chồng, không cho phép yêu chị. Đám người cảm thấy dở khóc dở cười, Mỹ nữ kia thật sự có cá tính. Làm gì đấy? Đúng lúc này có hai tên cảnh sát đi đến, một tên hơn 20 tuổi, một tên hơn 30. Hai tên cảnh sát đưa mắt nhìn đám người ngã trên mặt đất, vẻ mặt tên cảnh sát lớn tuổi trợt biến đổi hắn nhìn hạ thiên là cậu đánh người sao này ngu quá là chị đây hạ thiên chưa lên tiếng thì liễu mộng đã hô lên cô mắng ai vậy tên cảnh sát lớn tuổi đầu tiên là nổi giận nhưng sau khi nhìn rõ liễu mộng thì ngây ra nàng quá đẹp thật sự làm hắn thần hồn biên đảo nhưng tên cảnh sát trợt phản ứng ngay sau đó ánh mắt xoay chuyển hắn chợt có ý nghĩ vì vậy nói ngay thừa nhận là tốt theo chúng tôi về đồn á. Tên cảnh sát lớn tuổi này còn chưa nói dứt lời thì Liễu Mộng đã chạy đến quán ăn bên cạnh lấy một cái ghế, đập lên đầu tên này, vì vậy mà kết quả là ngất xỉu. Cảnh sát kiểu gì vậy, lúc nãy cố ý chạy đi, bây giờ thấy chị đánh thắng thì chạy lại bắt người, đúng là đáng ghét. Liễu Mộng thở phì phò nói. Mọi người thấy tình cảnh như vậy thì chợt ngẩn ngơ, mỹ nữ kia thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả cảnh sát cũng dám cho ăn đòn không riêng gì đám người kia cảm thấy sững sờ, ngay cả tên cảnh sát trẻ tuổi cũng ngây người, vì hắn chưa từng gặp người nào khủng bố như vậy. Dù có một vài người mà bọn họ không dám đụng vào, nhưng cũng sẽ không trực tiếp sửa chữa bọn họ trước mặt bao người, vì vậy lúc này hắn thật sự ngây ngốc, không biết nên làm gì. Tiểu bại hoại, đi thôi. Liễu mộng cuối cùng cũng chút giận, nàng nhớ mình còn nhiệm vụ làm cho hạ thiên no bụng, vì vậy mà đến kéo đi. Nhưng bọn họ vừa định bỏ đi thì tên cảnh sát trẻ kia chợt phản ứng, hắn vội vàng hét lớn. "Đứng lại, các người dám tập kích cảnh sát." Câm mồm. Một tiếng quát vang lên làm cho tên cảnh sát trẻ kia nuốt lời trở về, một người đàn ông chừng 30 tuổi có vẻ mặt uy nghiêm chợt xuất hiện, người này tuy mặc thường phục nhưng sau lưng có vài tên cảnh sát võ trang đầy đủ. Khi thấy một đám cảnh sát như vậy chạy đến trợ giúp thì tên cảnh sát trẻ kia chợt vui sướng đám người vây quanh lại thầm nghĩ kết quả của Hạ Thiên và Liễu Mộng sẽ không tốt. Nhưng một giây sau đám người vây quanh cũng ngây người, vì bọn họ thấy tên đàn ông vừa xuất hiện rõ ràng đi về phía Hạ Thiên và Liễu Mộng, lại khách khí chào hỏi. Hạ thần y, tiểu thư Mộng Mộng, các người chuẩn bị đi đâu? Tôi có thể tiến chân hai người một đoạn đường. Không cần chú tiến, bây giờ chị rất ghét cảnh sát. Liễu Mộng chừng mắt nhìn đối phương, bộ dạng rất mất hứng, sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Tên đàn ông vừa xuất hiện không phải là ai khác, chính là Châu Thành, sau khi hắn áp tải đằng cường xuống tàu thì ở bên trong nhà ga chờ người đến đón, vì vậy mà hắn đi ra khá muộn. Nhưng vừa đi ra thì hắn chợt phát hiện động tĩnh phía bên này, hắn vốn định không quan tâm, nhưng khi phát hiện đó là Hạ Thiên và Liễu Mộng thì vội vàng chạy đến. Châu Thành thật sự rất cảm kích Hạ Thiên và Liễu Mộng, phải biết rằng Hạ Thiên không chỉ cứu hắn một mạng còn giúp hắn bắt được tên tòng phạm lẩn trốn nhiều năm là đằng cường, hoàn toàn có thể nói là đại ân nhân. Hắn vốn định làm chút chuyện cho Hạ Thiên, nhưng hắn không ngờ ma nữ mộng mộng lại ghét cảnh sát, vì vậy mà không biết làm gì hơn. Tôi là Châu Thành của Cục Công an Thành phố, vừa rồi chỗ này có chuyện gì xảy ra? Lúc này vẻ mặt Châu Thành rất âm trầm, hắn nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi, lại trầm giọng hỏi. Sau khi nghe câu hỏi của Châu Thành, vẻ mặt tên cảnh sát trẻ tuổi có hơi biến đổi, phải biết rằng trong thành phố Tinh Thành, cái tên Châu Thành thật sự rất nổi tiếng, ai cũng biết người này không dễ chọc vào. chương 1385, trước tiên cho cậu no bụng cái đã. À, anh Châu, hai người này ăn cơm chùa, sau đó còn đập quán của người ta, chúng tôi đến ngăn cản đã bị bọn họ đánh. Tên cảnh sát trẻ tuổi dùng giọng cẩn thận nói. Cậu cho rằng tôi là thằng ngu sao? Châu Thành hừ lạnh một tiếng. Bọn họ có thân phận gì, đáng giá đến đây ăn cơm chùa sao? Không cần nói nhiều, chắc chắn có kẻ không biết sống chết dám làm thịt khách hàng. Còn các cậu, đừng cho là tôi không biết các cậu đang làm gì, khách hàng bị đánh thì mặc kệ, khách đánh thắng thì xuất hiện phải không? Anh Châu, không phải thế, chúng tôi cũng vừa mới đến. Tên cảnh sát trẻ tuổi chợt lên tiếng giải thích. Không cần giải thích với tôi, bây giờ tôi cũng không có thời gian để ý đến vấn đề này tôi chỉ khuyên các anh một câu tốt nhất nên ẩn nhẫn một chút châu thành hừ lạnh một tiếng hắn xoay người bước đi chuyện nơi này hắn cũng đã từng được nghe kể qua nhưng hắn bình thường cũng không quan tâm đến chuyện chỗ này bây giờ cũng phải áp tải đằng cường về cục công an không muốn lãng phí thời gian ở đây nhưng đến khi hắn có rãnh hắn nhất định sẽ cử người đến giải quyết đám người làm loạn này đợi sau khi châu thành rời khỏi nơi đây mọi người nhanh chóng tản đi trong lòng thầm nói, mỹ nữ kia có bối cảnh quá mạnh. Lúc này thật sự không có ai nhận ra ma nữ Mộng Mộng nổi danh đỉnh đỉnh. Hạ Thiên và Liễu Mộng rời khỏi nhà ga Tinh Thành, sau đó cả hai bắt taxi, 10 phút sau đã đến khu dân cư Tinh Hải. Lần này ngồi xe rất thuận lợi, tất nhiên Hạ Thiên không biết những chiếc taxi này thường làm thịt khách hàng, dưới tình huống bình thường đều gian lận đồng hồ. Nhưng tên tài xế taxi lần này vừa lúc nhìn thấy tình huống khủng bố của Liễu Mộng. Vì vậy là kết quả không dám thu thêm một đồng. Xem ra câu nói người thiện dễ bị ức hiếp là cực kỳ đúng đắn, nếu biến thành ác nhân thì sẽ không ai dám ức hiếp. Khu dân cư Tinh Hải là một nơi hoa cỏ tươi đẹp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nơi đây sẽ là chỗ ở trong thời gian tới của Hạ Thiên, vì nơi này có nhà thuộc về sở hữu của Diệp Mộng Oánh. Trước khi tiếp nhận tập đoàn Thiên Nam thì Diệp Mộng Oánh vì không muốn tranh đoạt tài sản của ông nội với những người khác nên rời khỏi thành phố Giang Hải nàng đi đến thành phố tinh thành cách giang hải không xa để ở lại. sau đó nàng mở một công ty. khi nàng mở một công ty ở thành phố tinh thành thì cũng mua một gian nhà nhỏ. căn nhà này ở trong khu dân cư tinh hải. sau khi diệp mộng oánh quay về giang hải thì cơ bản không thể quay về chỗ này. nhưng công ty trước kia của nàng vẫn còn, nhà vẫn còn. công ty bây giờ do người khác quản lý. nhà của nàng cũng còn được giữ lại. ngày hôm qua sau khi nhận được tin hạ thiên sắp đến ở tạm trong thành phố tinh thành nàng lập tức muốn cho Hạ Thiên đến ở nhà mình. Dù sao thì hắn cũng không biết ở lại tinh thành bao lâu, nếu ở khách sạn cũng không quá tốt. Khu dân cư tinh hải tổng cộng có hơn vài chục tòa nhà 20 tầng, căn nhà của Diệp Mộng Oánh ở tầng 18 của tòa nhà khu 500, khi Hạ Thiên và Liễu Mộng đi đến bên ngoài thì nhấn chuông cửa. Có tiếng bước chân rồn dập vang lên, cửa phòng được mở ra, có một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành xuất hiện trước mặt hai người Hạ Thiên và Liễu Mộng. Hạ tiên sinh và liễu tiểu thư phải không? Mời vào. Người phụ nữ này hơn 30 tuổi, dáng điệu không tệ, mặc trang phục công sở, khí chất không tầm thường. Chỉ là hạ thiên đã gặp qua quá nhiều mỹ nữ, vì vậy mà người phụ nữ này chỉ là bình thường mà thôi, hắn cũng không có hứng thú. Chị là đường huệ quân phải không? Hạ thiên kéo liễu mộng vào cửa, sau đó mở miệng hỏi. Đường Huệ Quân chính là phó tổng giám đốc của công ty trước kia Diệp Mộng Oánh lập ra ở thành phố Tinh Thành, bây giờ diệp mộng oánh đã chuyển giao cho đường huệ quân quản lý mà nhà của diệp mộng oánh ở thành phố tinh thành cũng do đường huệ quân giữ chìa khóa tất nhiên đường huệ quân cũng không ở nơi này chẳng qua đường huệ quân tìm người giúp dọn dẹp gian phòng dù sao thì đã quá lâu mà chưa có người ở bên trong bụi bắm rất nhiều chào anh hạ tiên sinh tôi là đường huệ quân giám đốc diệp hôm qua đã điện thoại cho tôi nói là ngày hôm nay anh sẽ đến vì vậy tôi mới đến quét dọn dựa theo phân phó của diệp tiểu thư tất cả chân ga mền và đồ dùng hàng ngày đều được thay mới, trong phòng làm việc có một chiếc máy tính, bất cứ lúc nào cũng có mạng, trong tủ lạnh có vài món ăn, bên trong có vần thắn, có sữa và bánh mì. Đường Huệ Quân khách khí giới thiệu tình huống trong phòng với Hạ Thiên. Đây là một gian phòng một gian hai phòng, nói chung là 100 mét vuông, không lớn nhưng vào thời điểm giá cả nhà đất lên cao như lúc này thì cũng không phải là nhỏ. Một gian làm phòng ngủ chính, một gian khác được Diệp Mộng Oánh coi là phòng làm việc, mà cũng thật sự như lời nói của Đường Huệ Quân, tất cả mọi thứ trong nhà đều được thay mới, bên trong cũng được quét dọn sạch sẽ, những đồ dùng hàng ngày trong nhà vệ sinh cũng là mới, trong bếp có đầy đủ. Hạ Tiên Sinh, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có thứ gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại cho tôi. Tôi định chuẩn bị sắp xếp cho anh một người giúp việc, nhưng Diệp tiểu thư nói anh sẽ không muốn cuộc sống bị người ta quấy rầy, vì vậy nên tạm thời không sắp xếp cuối cùng đường Huệ Quân lại đưa cho Hạ Thiên một tấm danh thiếp. Đúng vậy, tôi không thích bị người ta quấy giày. Hạ Thiên tiếp nhận danh thiếp. Được rồi, cô có thể đi. Vâng, Hạ Thiên sinh, đây là chìa khóa phòng, tôi cũng không tiếp tục quấy giày. Đường Huệ Quân sau khi giao chìa khóa cho Hạ Thiên thì cũng nhanh chóng bỏ đi. Liễu Mộng đi ra đóng cửa phòng, sau đó kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ. Tiểu bại hoại, trước tiên cho cậu no bụng. Mười giờ sáng, Châu Thành một mình đến tỉnh Thành, hắn cần gặp một người, đó không phải là ai khác, chính là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào Hồng Quang. Chào Cục trưởng Hào. Châu Thành nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Hào Hồng Quang, đến cấp bậc của Hào Hồng Quang tất nhiên sẽ điện thoại cho Châu Thành đến. Ngồi đi. Vẻ mặt Hào Hồng Quang có hơi tiểu tụy, nhưng lão vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Châu Thành. Cục trưởng Hào, anh tìm tôi có việc gì? Châu Thành ngồi xuống dùng giọng khách khí hỏi. Đối với Hào Hồng Quang thì Châu Thành thật sự có sự cảm kích và tôn kính từ tận đáy lòng, vì Hào Hồng Quang rất quan tâm đến hắn, mà hắn tôn kính cũng vì biết rõ vì cục trưởng Hào này thật sự làm việc hiện thực và có năng lực. Trong tinh thành có rất nhiều người biết Châu Thành không dễ trêu vào, nhưng nhiều người rất kỳ quái, vì bọn họ thấy Châu Thành không có hậu trường gì nhưng thường xuyên đắc tội với người, khốn nổi hắn vẫn tiếp tục phát triển trong cục công an, điều này thật sự là kỳ tích. Nhưng bọn họ thật sự không biết hắn tuy không có bối cảnh gia đình, cũng không có quan hệ gì khác nhưng cũng coi như có hậu trường, mà hậu trường lớn nhất của hắn chính là vị phó cục trưởng cục công an tỉnh Hào Hồng Quang. Nếu nói không khoa trương, nếu không có sự hỗ trợ của Hào Hồng Quang, Châu Thành đã sớm không thể nào tiếp tục lăn lộn trong hệ thống công an. Tất nhiên bây giờ Châu Thành cũng phát triển khá tốt, hắn đã từng lên đến vị trí tổ trưởng tổ trọng án cục công an thành phố Tinh Thành, nhưng hắn tra án quá cơ bắp, dù là vụ gì cũng muốn tra đến cùng hắn thật sự dù là nên hay không cũng kiểm tra cho đến cùng, vì vậy mà đắc tội không ít người, cuối cùng dù có được sự hỗ trợ của Hào Hồng Quang thì cũng không thể nào làm tổ trưởng tổ trọng án, sau này bị điều khỏi tổ trọng án. Bây giờ hắn chỉ là một cảnh sát bình thường, nhưng một cảnh sát bình thường như hắn cũng có đặc biệt, vì hắn căn bản không tham gia điều tra án, chỉ tiến hành đuổi bắt những tên tội phạm đang lẩn trốn, ví dụ như đằng cường sau hơn 10 vụ án mạng vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Châu Thành, trước kia tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ tìm cơ hội đưa cậu lên vị trí tổ trưởng tổ trọng án, nhưng vài năm qua cậu cũng không có thành tích rõ ràng, tôi cũng không dễ lên tiếng. Nhưng bây giờ thì không giống, cậu đã bắt được đằng cường, đây là công lao rất lớn, tôi muốn đề xuất điều động cậu lên tổ trọng án, tôi tin sẽ không ai dám phản đối. Hào Hồng Quang đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tôi nghe nói cậu nhìn như không muốn quay về tổ trọng án, có chuyện này sao? Cục trưởng Hào, tôi thật sự không muốn quay lại tổ trọng án, nhưng tôi vẫn muốn thành lập một tổ chuyên môn đuổi bắt tội phạm. Cho đến nay có nhiều vụ án được phá nhưng tội phạm còn chưa bắt được, vì vậy tôi nghĩ nên thành lập một tổ chuyên truy bắt tội phạm. Những năm nay tôi luôn truy tìm đằng cường, có thể nói tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, tôi cảm thấy nếu thành lập một đội ngũ như vậy, tôi muốn đuổi bắt tội phạm cũng không quá lâu. Châu Thành cũng không muốn che giấu ý đồ chân thật của mình. Châu Thành dừng lại một chút rồi nói thêm. Trước kia trong Cục Công an thành phố cũng có một tổ truy đuổi tội phạm, nhưng đó chỉ là một tổ chức có tính chất tạm thời. Tôi nghĩ nên có một tổ chức riêng biệt, toàn tâm toàn ý theo đuổi những tên tội phạm đang lẩn trốn. Đề nghị của cậu là rất tốt, nhưng nhân thủ của Cục Công an luôn thiếu thốn, phương diện này cũng có ít nhân tài, tính hiệu quả khá kém, chỉ sợ sẽ có người không đồng ý. Hào Hồng Quang Trầm ngâm nói. Châu Thành có chút trần trừ, sau đó tiếp tục nói. Cục trưởng Hào, nếu không thành lập tổ truy bắt tội phạm thì cũng nên có một cái hợp tác. Trước kia tôi cảm thấy truy đuổi tội phạm là không có vấn đề, nhưng bây giờ tôi chợt phát hiện một mình đuổi bắt là có chuyện. Lần này thiếu chút nữa cháu đã thất bại trong gang tắc, nếu không phải có người hỗ trợ thì đã chết trên xe lửa rồi. Sao? Hào Hồng Quang có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tôi bị đằng cường tập kích, may mà được Hạ Thiên cứu. Châu Thành cũng không giấu giếm. Hạ Thiên sao? Hào Hồng Quang cắt đứt lời Châu Thành, "Cậu nói gặp Hạ Thiên trên xe lửa sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1385.